I wanted to tell you that the first edition is running out, and we're printing the second, and you're still in the ranking. Yes. Good afternoon. Who are you? We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. Who am I? I grew up with my grandparents. I had a very happy childhood that faded away little by little. First my grandfather, then it was my grandmother, the chicken, the plant, and the dog's sight. The city seemed like a perfect place to start growing. It seemed. Things went well in Mr. Yusuf's greengrocer, until the very greedy could not bear I got hungry. By chance, I made a great hairdresser. The actresses of the next door theater went in the afternoons to ask for hair for their wigs. I would put it in a bag and take it to them. It was several months. Until one day, the main actress didn't make it to the final rehearsal. And I knew her text by heart. Stranger. Just thinking about it makes me want to tear myself to shreds. Then, the first text did not take long to prove me. And then the first payments to act. And the first investment, a bicycle. In the mornings, I use it to go to the theater school. And in the afternoons, I work delivering orders. Sir, I'm from Click Offices, home delivery. Well, come in. Don't just stay there. Don't worry, sir. You just have to sign the receipt. Come in. I'm not used to signing standing up. It does not say what the box contains. Do you know? I can tell you've never received a delivery. I have no idea. So many books. Are you a writer? I've written something here and there. Are you famous? What is fame to you? It seems to me something like the reverse of oblivion. I once heard a writer say that fame is a spot on the tip of your nose. Everyone sees it, except you. I think you realize that you care when you look in the newspapers and you don't appear. When you go out to the streets and nobody greets you.
I'm going to make coffee. Do you want one? I don't know if that would be correct. It will only be 5 incorrect minutes. Okay. And tell me, what do you do? Half the time, I am a delivery girl. And the other half, I am an actress. And in 2 weeks, we premiere a play. And for the first time, I have the leading role. That's great. Yes. Everything has been like a dream. I still can't believe it. And you? What are you working on now? In a kind of crisis, I would say. Things do not come to me. It's as if everything changed very suddenly. In a moment, I was so high that it changed my point of view. And it happens that sometimes inspiration suffers from vertigo and heights. And she leaves without giving any explanation. And you stay blank. Time passed by, and my editor asked for explanations that I couldn't even give myself. Maybe everything was a sum of fortunate events. Maybe it was just being at the right time in the right place. Worst of all is that maybe I never even had any talent. I have a confession to make. I know very well who you are. You probably don't even imagine, but your book was my only company for a long time. I read it many times. It was a great friend in difficult times. When I went to work at the delivery company, I fantasized about the idea that one day it would be my turn to deliver you something, and I could meet you in person. Sometimes you have to help luck a little bit. I also wanted you to know that the text of the play I told you about is mine, and it's inspired by your book. I hope you don't mind. No! No. I of course not. I had to tell you what your book means to me. Well, I have to go. I won't take up more of your time. Thanks for the conversation and coffee. You're welcome. It was very nice. I would love to see you. Go see you. To the premiere of your play. Of course. You have to see it. I'll send you an invitation. Hey! There's nothing in the box! Are you sure? Look again! Maybe this time you have luck! Cảm ơn các bạn. Vừa rồi thì chúng ta vừa mới coi một cái bộ phim hoạt hình ngắn trong thời gian chờ
Không biết là mọi người coi xong thì có cảm xúc gì không? Và có lẽ là cho chúng ta ở đây á, cái bộ phim này thì nó cũng như là một cái lời mở thôi, với những cái hoang mang. Thậm chí là ban tổ chức của cái talk show này thì cũng đã lên ý tưởng về chương trình này bắt đầu từ cái lần đầu tiên mà khi mà coi cái bộ phim này. Nó để lại cho chúng ta một câu hỏi rất lớn rằng chúng ta là ai, chúng ta ở đây như thế nào. Và đầu tiên thì Trang Anh xin được thay mặt cho cái feedback mến chào anh chị và các bạn có trong buổi talk show ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian buổi tối thứ bảy ngày hôm nay để tham gia một buổi trò chuyện như thế này. Không biết trong con thì mọi người đã kịp ăn tối chưa ạ? Mọi người nếu như mà bạn nào ăn tối rồi thì có thể giơ tay được không? Mọi người có thể bấm raise hand đó. Rồi ai mà ăn tối rồi thì mọi người raise hand ha. Ok, còn số bạn thì vẫn chưa có kịp ăn tối. Cảm ơn mọi người quá, mọi người đã có một cái sự chuẩn bị cho cái buổi talk show này. Thì để cho mình được chương trình được diễn ra một cách thuận lợi á, thì các bạn nhớ là lựa chọn cho mình một vị trí thật là thoải mái, hạn chế tiếng ồn để chúng ta có thể tận hưởng thật là trọn vẹn buổi talk show ngày hôm nay nha. Và trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có những bạn trẻ từ nhiều cái độ tuổi khác nhau. Đầu tiên thì cho Trang Anh xin phép là được ghi hình cái buổi call này để cho làm cái tài liệu tham khảo cho chương trình, và cũng như là các cái mùa về sau á, thì mong là được sự đồng ý của mọi người. Rồi, thì trong buổi hôm nay chúng ta có những bạn trẻ, những bạn mà đang là học sinh trung học phổ thông, những bạn sinh viên, rồi đến những anh chị mà đã đi làm và đi làm có thể là tới 10 năm kinh nghiệm. Thì với cái nhiều độ tuổi khác nhau và background khác nhau rất là đa dạng như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta có tới hơn 70% là các bạn trong độ tuổi từ 18 đến 22. Vì vậy thì Trang Anh xin phép là được xưng tên và chọn danh xưng là gọi là các bạn, để mình được trao đổi gần gũi hơn nha. Và đầu tiên thì mình xin được tự giới thiệu, mình là Trang Anh, Project Coordinator Lead của Give Feedback mùa 4, và đồng thời cũng đóng vai trò là MC, Moderator cho buổi talk show ngày hôm nay. Dành cho những bạn lần đầu biết đến Give Feedback thì Trang Anh có một cái phần video nho nhỏ chia sẻ với mọi người về dự án Give Feedback mùa 2. Đây, không biết là mọi người đã thấy màn hình chưa ha? Rồi, giúp chị chiếu nè. Chưa có nghe thấy tiếng Hà ơi. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi thì các bạn có coi một số hình ảnh của chuyến đi viết feedback vào cuối năm 2020 được vừa rồi. Thì dành cho những bạn mà lần đầu tiên biết đến viết feedback, thì viết feedback là dự án gây quỹ cộng đồng do Leader Change khởi xướng và vận hành thông qua hoạt động mentoring one-on-one nhằm giúp cho các bạn mentee là sinh viên, người trẻ, các bạn có thể phát triển bản thân và sự nghiệp thông qua cơ hội được kết nối cùng với các mentor giàu kinh nghiệm. Và như mùa 1 thì Feedback cũng đã có quyên góp được một khoản để donate cho 10 NGO, NPO trong cái mùa dịch COVID. Mùa thứ 2 thì như video vừa rồi là các bạn thấy những cái hình ảnh của Feedback trao tặng 57 bồn nước cho bà con ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Mùa 3 thì Feedback đã trồng được 599 cây ở rừng Bến En, Thanh Hóa. Và trong mùa 4 này thì chương trình Feedback đồng hành cùng với dự án Thư viện Ước Mơ với mục tiêu sau cùng là chúng ta quyên góp để xây dựng được một thư viện ở tại một tỉnh miền Tây ha. Khi tham gia vào chương trình đó, thì các bạn mentee sẽ donate một cái phần nhỏ và chương trình thì sẽ giúp các bạn kết nối với lại mentor, một anh chị mentor giàu kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của bạn. Và ngoài ra thì chương trình cũng có một số các hoạt động gắn kết cộng đồng như là chương trình Lead the Change Sport là các bạn cùng nhau rèn luyện sức khỏe nè, movie với Lead the Change là chúng ta cùng nhau coi phim, nó là các hoạt động movie based learning và kịch ứng tác, hay là như các cái hoạt động gắn kết cộng đồng khác. Thì mục đích là muốn xây dựng nên một cộng đồng những người trẻ không chỉ cùng nhau là phát triển mà chúng ta còn cùng tạo tác động tích cực cho xã hội. Và cái sự kiện thức sâu ngày hôm nay cũng là sự kiện mở màn cho một chuỗi chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị mentor trong các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau, nhằm giúp cho người trẻ có thêm những góc nhìn thực tế từ doanh nghiệp và để các bạn phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân của mình. Và việc đầu tiên trên cái hành trình này thì chúng ta cần phải định vị, cần phải trả lời cho mình một câu hỏi: tôi là ai và bản sắc của tôi là gì? Để có một vài cái hoạt động đầu tiên để chúng ta warm up trong cái buổi talk show ngày hôm nay, thì Trang Anh xin mời mọi người có thể là cùng scan cái code này ha. Các bạn có thể vào Zalo hoặc là phần mềm scan á, scan cái code này lên, hoặc là không thì mọi người tham gia vào cái đường link này menti.com và nhập code này ha. Mình sẽ cùng có một vài cái chia sẻ, một vài cái hoạt động nhỏ với nhau. Rồi, không biết mọi người đã vào được cái code này chưa? Này mọi người, khi mà mình có một cái câu hỏi đầu tiên mà ban tổ chức muốn dành cho các bạn, đó là theo các bạn thì yếu tố gì làm nên một thương hiệu cá nhân, làm nên bản sắc cá nhân của bạn? Mọi người có thể nhập câu hỏi vào đây. À, cũng có một số cái ý kiến nè. Chúng ta có trải nghiệm, kiến thức, tính cách, cá tính, độ độc đáo, cách giao tiếp, networking, và có rất là nhiều quan điểm. Kiến thức và trải nghiệm. Hiện nay thì đã có 14 bạn đã vào và đưa ý kiến, mình sẽ chờ thêm chút xíu nữa ha. Vào, các bạn chia sẻ nhiều quá. Chắc là nhờ các bạn ban tổ chức Give Feedback á, bạn Hà hoặc là Minh có thể giúp Trang Anh chụp lại cái ảnh màn hình ha, trước khi mà mình chuyển qua cái slide tiếp theo. Những cái phần đầu tiên này thì những cái insight mà các bạn đưa ra nó sẽ là những cái chủ đề rất là thú vị mà chúng ta có thể tìm hiểu ngay sau đây. Và như ở trên màn hình thì chúng ta thấy nè, có kiến thức, cá tính, trải nghiệm, tính cách, sự khác biệt, có rất nhiều những insight và rất nhiều những cái
quan điểm rất là thú vị của các bạn. Và lát nữa thì chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ từ hai diễn giả của chúng ta về những quan điểm này ha. Chương trình thì cũng xin phép ghi nhận lại những cái thông tin này để lát nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi sâu thêm. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia cái hoạt động đầu tiên này của mình ha. Đây thì mình còn một cái câu hỏi thứ hai. Rồi, vậy thì mình có một cái câu hỏi thứ hai dành cho các bạn, đó là theo bạn thì ai là người xây dựng thương hiệu cá nhân thành công? Các bạn có thể liệt kê ra một vài cái tên mà bạn nghĩ là người đó xây dựng thương hiệu cá nhân thành công được không? Không biết là mọi người có vào được cái này không? À, có nè. Ở đây chúng ta có tên của hai diễn giả ngày hôm nay. Có những người nổi tiếng, chính trị gia. FPT hả? Thú vị quá. Ok, ở đây chúng ta có một số cái tên và các bạn cứ input nữa ha. Ban tổ chức sẽ ghi nhận lại hết tất cả những cái thông tin này để lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Và với những người này á, thì khi mà các bạn đưa ra quan điểm là họ xây dựng thương hiệu cá nhân thành công, và với những cái yếu tố đầu tiên thì có thể là họ đã có những cái bước đầu họ thể hiện hình ảnh cá nhân của họ, thể hiện bản sắc, thể hiện bản chất, và đó thì cũng là cái một phần á, khi mà chúng ta nghĩ đến cái chương trình là bản sắc khó phai thì chúng tôi cũng có nghĩ đến là tìm hiểu một số cái case study về người nổi tiếng như thế nào, hay là cách mà các doanh nhân họ xây dựng thương hiệu cá nhân của họ như thế nào, và từ đó thì chúng ta rút ra những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm cho kể cả những bạn trẻ, những bạn chưa bắt đầu hành trình đi làm, hay là những bạn mà đã bắt đầu có những cái bước đi đầu tiên. Buổi ngày hôm nay bản sắc khó phai thì xin mời Hà ơi, Hà có thể giúp chị chia sẻ lại cái slide của chương trình được không? Rồi, vậy thì bản sắc hay là thương hiệu cá nhân chúng ta cần hiểu như thế nào cho đúng, và chúng ta cần phải tìm về những cái chủ đề này như thế nào. Bởi vì cái chữ mà bản sắc khó phai á, liệu là nó có khó tìm kiếm hay không, hay là từ trước khi chương trình chúng ta không tìm ra, nhưng mà sau chương trình thì các bạn có thể tìm ra được cái bản sắc của mình, bạn có những cái bộ công cụ để biết được rằng là bản thân mình cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào. Và chương trình của chúng ta thì để mà truyền tải được những thông điệp đó thì sẽ gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên là những cái tương tác cùng với các bạn khán giả, và phần trình bày cá nhân của chị Lưu Hà Trinh và chị Mai Anh. Chị Mai Anh thì sẽ chia sẻ với chúng ta về bức tranh tổng quan, các định nghĩa về các bước xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào, để các bạn có được cái overview về việc là làm thế nào để mình xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình. Và chị Lưu Hà Trinh thì sẽ có những cái góc nhìn thực tế về người nổi tiếng trên hành trình mà chị đã xây dựng thương hiệu cá nhân cho đến ngày hôm nay. Và phần thứ ba là chúng ta, và sau đó thì chúng ta sẽ có phần panel discussion. Các bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi trong phần 2 và phần 3 của chương trình ha. Trong cái quá trình mà hai chị chia sẻ thì các bạn cũng vui lòng là mình nốt xuống những cái câu hỏi hay là những thắc mắc mà các bạn muốn hai chị chia sẻ với chương trình. Và đến với talk show của chúng ta ngày hôm nay thì có hai diễn giả rất là xinh đẹp. Đầu tiên là chị Lưu Hà Trinh. Chị Lưu Hà Trinh thì là MC, người truyền cảm hứng và là tác giả trẻ của nhiều ấn phẩm có sức ảnh hưởng trên cộng đồng. Ngoài ra thì các bạn cũng biết đến chị là quán quân Án Vàng năm 2016. Và chị Trinh thì cũng là MC của chương trình
Tự tình lúc không giờ trên VTV3 hay là Hành trình lột xác của VTV7, của HTV7. Những cái chương trình này thì khá là quen thuộc với lại một số bạn trẻ ở đây ha. Và diễn giả thứ hai của chúng ta là chị Lê Mai Anh. Chị Lê Mai Anh thì hiện tại đang là giám đốc quốc gia, giám đốc của PR Newswire Việt Nam, và chị Mai Anh cũng là tác giả của quyển sách Your Brand Talk. Đồng thời thì chị Mai Anh hiện tại cũng đang là một trong số hơn 400 anh chị mentor của Viết Feedback mùa 4. Vậy thì ngay tiếp sau đây cũng không dám chiếm sóng của mọi người lâu nữa, thì em xin mời chị Mai Anh có những chia sẻ đầu tiên với các bạn về hành trình từng bước xây dựng thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân là gì và những cái bức tranh tổng quan về việc xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào? Em xin mời chị Mai Anh ạ. Trước hết là xin cảm ơn Trang Anh cùng với ban tổ chức của VPDeck và Leisure Chain đã tổ chức cái buổi talk show ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã cho Mai Anh cái cơ hội để có thể chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì bình thường thì Mai Anh sẽ thể hiện một cái vai trò là một người business woman. Tuy nhiên hôm nay đến đây thì có lẽ sẽ thể hiện một cái vai trò là một người chị, một người bạn đồng hành cùng với các bạn trẻ trong cái câu chuyện làm sao có thể tìm được cái bản sắc cá nhân. Mình rất thích cái chương trình này bởi vì ngay từ cái gọi của nó, bản sắc khó phai. Liệu là có khó phai thực sự không? Có khó tìm kiếm thực sự không? Và làm thế nào để chúng ta có thể tìm đến được nó? Thì hy vọng rằng sau cái phần talk show ngày hôm nay của mình và bạn Hà Trinh thì các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người tham gia cái talk show này có thể tìm ra được những cái nội dung, những cái take away cho riêng mình. Thì chắc lẽ không để mất thêm thời gian của chương trình thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái phần thuyết trình của mình. Bộ phận kỹ thuật giúp mình chuyển slide được không ạ? Trước tiên thì ai cũng biết là những năm gần đây cái chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân, nhân hiệu thời 4.0 là những cái chủ đề được coi rất là hot, rất là trendy bởi vì mọi người quan tâm đến cái nội dung này. Vậy thì lý do tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến cái thương hiệu cá nhân, cái bản sắc cá nhân của mình, thì sẽ có những cái lợi ích nhất định mà chúng ta có thể thấy được đến đây. Và điều đầu tiên đó là gì? Khi mà chúng ta hiểu được bản thân chúng ta là ai, những cái lợi thế, thế mạnh, ưu điểm và nhược điểm của chúng ta là gì, thì từ đó chúng ta mới có cảm thấy được cái sự tự tin nhất định đối với bản thân. Cái tự tin này là vô cùng quan trọng trong việc học hành cũng vậy, cũng như là trong khi mình đi làm, trong khi mình sinh hoạt đội nhóm và xã hội, thì cái việc tự tin là một cái gọi là cái sức mạnh tiềm ẩn để giúp mình có thể khai phá thêm được những cái giá trị nội tại trong mình. Đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên khi mà việc xây dựng cái bản sắc hay thương hiệu cá nhân mình có thể mang lại. Bên cạnh đó thì mọi người thấy rằng khi mà chúng ta ra đường hay là trong một cái môi trường thế giới cạnh tranh như thế này, nếu chúng ta không hiểu bản thân, chúng ta không hiểu những cái giá trị tích cực hay là những cái giá trị rất là unique, rất là đặc biệt của bản thân mình, thì làm sao mình có thể được mọi người nhìn nhận hay đánh giá, hay là có thể cảm thấy có sự khác biệt so với những người khác. Thì đấy cũng là một trong những cái benefit mà cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân có thể mang lại cho chúng ta. Xa rộng hơn nữa, khi các bạn còn đang ngồi ở dưới nhà trường hay các bạn đã đi làm, thì việc xây dựng cái bản sắc riêng cho mình cũng là cách để mà bạn có thêm nhiều cơ hội trong tương lai. Bạn mở rộng cái network mạng lưới của mình, bạn có thêm những cơ hội trong tương lai cho sự nghiệp, cho học hành. Đó cũng là những cái lợi ích nhất định mà việc xây dựng thương hiệu cá nhân mang đến cho bất cứ chúng ta. Và có một cái điều mình lưu ý là không phải chỉ những người nổi tiếng mới cần cái việc xây dựng bản sắc riêng, cần xây dựng thương hiệu cá nhân, mà bất cứ ai, bất cứ chúng ta, dù các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường hay là đã mới ra trường hay là đã đi làm nhiều năm kinh nghiệm, thì chúng ta vẫn cần phải xây dựng một cái bản sắc riêng và cái uy tín riêng cho mình. Thì đấy là những cái lợi ích đầu tiên mà mình có thể thấy khi mà chúng ta nắm được, chúng ta phát triển được cái thương hiệu cá nhân của bản thân. Các bạn cho mình một slide next ạ. Vậy thì ngay từ đầu đã có một cái bài test rất là nho nhỏ. Thì ban tổ chức đã hỏi các bạn, vậy thì theo các bạn thương hiệu cá nhân là gì? Thế nào là thương hiệu cá nhân? Thực ra tất cả những keyword mà các bạn điền vào đều rất là chính xác. Đó là sự tự tin, đó là kinh nghiệm, đó là trải nghiệm, đó là các mối quan hệ, đó là ngoại hình của các bạn, phong cách thời trang, lối nói chuyện, đúng không ạ? Tất cả những cái điều này đều chính là gây dựng nên những yếu tố cấu thành nên một cái thương hiệu, một cái bản sắc cá nhân. Vậy thì mình có thể nói thêm được gì ở đây? Có rất là nhiều điều có thể nhìn nhận về cái xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng nên nhớ rằng những cái gì phản ánh con người thực sự của bạn mới là cái thương hiệu, là bản sắc của bạn. Chính vì thế cái phần key principle ở đây mà mình muốn nhấn mạnh đó chính là cái tính authenticity. Chúng ta cố gắng xây dựng cái bản sắc riêng, nhưng bản sắc đấy nó phải là đích thực của chúng ta,
chứ không phải là cái gì chỉ là những cái hào nhoáng ở bên ngoài, những cái vỏ bọc bên ngoài. Bạn có thể làm con người nhút nhát, nhưng bạn làm con người gì? Rất là lương thiện. Bạn cũng có thể là con người có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, tuy nhiên lại hơi rụt rè trước đám đông, không sao cả. Tất cả những yếu tố đó đều có những cái ưu điểm nhất định để tạo nên cái bản sắc riêng của mình. Cái điều đầu tiên mà các bạn lưu ý rằng hãy tìm câu hỏi tôi là ai. Vậy làm thế nào để trả lời câu hỏi này? Thì mình cũng có một cái bài test nho nhỏ trong cái cuốn sách mà mình viết Your Brand Talks, hãy để thương hiệu của bạn cất lời. Thì hãy thực hành cái bài này như một cái bài test nho nhỏ ở phần này nhé. Mọi người có thể dở sách này, hoặc là có thể đứng trước gương này, hoặc là tìm một khu vực nào đó riêng biệt một chút, và hãy tự hỏi mình 15 câu hỏi. 15 câu hỏi về bản thân, hay thậm chí sử dụng 15 danh từ hoặc 15 tính từ để miêu tả về bản thân mình. Thì những cái từ các bạn liệt kê ra như lúc đầu chương trình có test ấy, những cái keyword như vậy, nó là một phần để bạn nhìn nhận về con người của mình. Mọi người thấy rằng hầu hết trong cái giao tiếp cuộc sống á, chúng ta hay nói chuyện với những người bên ngoài, với bạn bè, với gia đình, với đồng nghiệp, với đối tác, nhưng thực ra trong cuộc đời thì cái người mà mình đối thoại nhiều nhất chính là bản thân. Chúng ta có thể đối thoại với bản thân trong vô thức, khi ngủ, khi đi làm việc, khi tập thể dục, bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể đối thoại với bản thân. Và cái việc đối thoại với bản thân này để làm gì ạ? Để tìm ra những cái giá trị bên trong của mình, tìm ra những cái giá trị nội tại của một cá nhân, để từ đó có thể phát huy và xây dựng, phát triển những cái yếu tố tốt và hoàn thiện cũng như là điều chỉnh những cái gì mà còn chưa tốt hoặc là chưa được tích cực để hoàn thiện mình hơn. Thì đấy chính là những cái mà mình có thể nhắn nhủ với các bạn, lưu ý về cái tính authenticity, thương hiệu cá nhân là những gì rất là đơn giản, thuộc về con người bạn. Có thể là ở về tính cách, về lối nói chuyện, về vẻ ngoài, về kiến thức, về các mối quan hệ. Nhưng nhớ rằng tất cả các yếu tố cấu thành đó cần phải là authenticity. Đừng tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo ở bên ngoài. Hay gần đây các bạn có lên mạng xã hội ấy, thì mình thấy có một cái trào lưu, đó là cái gì ạ? Cái online personality, tức là những cái tính cách, những cái trào lưu thể hiện cái vỏ bọc bên ngoài chỉ đẹp đẽ ở trên mạng xã hội thôi, thì đó không phải là bản sắc cá nhân. Cho dù trong ngắn hạn nó cũng thể mang lại những cái lợi ích nhất định đó, nhưng đó không phải là những cái gì mà chúng ta ở đây mong muốn có một cái mục đích, một cái kết quả dài lâu cho việc định hình phong cách cũng như xác định cái giá trị bản thân cho thương hiệu của mình. Thì đấy là những cái mà mình lưu ý với các bạn, bởi vì cũng có rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang bị vướng phải cái lỗi này. Thì hy vọng rằng sau cái buổi này, mọi người nhớ nhé, chỉ có một cái nguyên tắc cơ bản thôi, hãy làm chính mình, và chỉ có khi là chính mình thực sự thì cái giá trị đó mới có thể tồn tại lâu dài và mãi mãi bên các bạn. Bộ phận kỹ thuật cho mình next slide với ạ. Vậy thì hiểu được cái benefit này, hiểu được định nghĩa rồi, vậy thì tại sao chúng ta lại phải làm thương hiệu cá nhân? Bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội gọi là xã hội tìm kiếm, đặc biệt là trong không gian mạng, không gian số, kỹ thuật, đúng không ạ? Bất cứ khi nào các bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin. Với các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, thì trước khi các bạn thi đại học, các bạn cũng phải tìm kiếm thông tin về trường đại học mà mình muốn apply, đúng không ạ? Khi chúng ta đi làm, chúng ta cũng phải tìm hiểu về công ty mà chúng ta đăng ký nộp đơn, nộp thư xin việc. Điều đấy cũng là đương nhiên. Thậm chí với những cái vị trí C-level để quản lý cũng như điều hành các công ty cũng vậy. Bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có cái công cụ tìm kiếm dễ dàng trên mạng xã hội. Và tại sao chúng ta phải tìm kiếm? Và khi mà tìm kiếm thì chúng ta kỳ vọng cái kết quả như thế nào? Chính việc xây dựng những cái bản sắc riêng, những cái thương hiệu cá nhân hay là gọi là nhân hiệu, chúng ta mới có thể nổi bật, hay chúng ta có thể được mọi người nhìn nhận được một cách dễ dàng hơn trên mạng xã hội, trên không gian mạng. Và đấy là lý do mà tại sao thậm chí khi các bạn tham gia cái chương trình này, trước khi đăng ký tham gia cái talk show này, thì các bạn cũng tìm hiểu về profile của các diễn giả, tìm hiểu về chương trình Give It Back, Lead The Change. Đấy là tại sao chúng ta phải tìm hiểu, bởi vì ai cũng có cái nhu cầu tìm kiếm thông tin. Và việc mình tạo nên những cái tiếng nói, những cái bản sắc riêng và cái thương hiệu riêng giúp cho một phần có được những cái tự tin cũng như là cái tính uy tín khi mà tham gia bất cứ hoạt động nào. Thì đó là một trong những cái lý do mà mình cũng có muốn mention tại phần này. Next slide giúp mình đấy ạ. Tiếp theo nữa mình sẽ chỉ ra một vài facts and figures. Cái này là số liệu thôi, để bây giờ mình nói chuyện thì mình cũng phải có những cái số liệu đi kèm để tăng cái tính thuyết phục, mọi người cảm thấy còn viên sinh hơn, đúng không ạ? Thì một cái nghiên cứu gần đây của Webner Swanwick thì họ sẽ thấy rằng những cái giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn
với cái uy tín cá nhân của người CEO thì sẽ chiếm 45% uy tín của doanh nghiệp đó, gần 50% đúng không ạ? Bản thân cái uy tín của người CEO đó cũng là một cái nhân tố cực kỳ quan trọng trong việc thu hút nhân tài, chiếm từ 70 cho đến 77% để có thể thu hút được nhân tài cũng như là có thể giữ chân nhân tài. Và một trong những cái ví dụ đó mà lúc đầu ngay các bạn khi nói là cái câu hỏi số 2 á, một số cái hình mẫu nào việc xây dựng thương hiệu cá nhân thành công, thì trong đấy có Steve Jobs. Thì khi mà Steve Jobs cũng ở đây thì mình cũng mention luôn là khi mà Steve Jobs thông báo là sẽ không điều hành Apple nữa thì ngay lập tức thị trường chứng khoán, chỉ số của Apple đã giảm và bốc hơi khoảng 3 tỷ đô. Thế cho nên là mọi người sẽ thấy rằng cái việc xây dựng thương hiệu cho một cá nhân, một người điều hành, một người CEO cũng có ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến với sự thành công cũng như là uy tín của một doanh nghiệp. Đúng không ạ? Đấy, tiếp theo. Xin mời slide tiếp theo. Vậy thì biết được định nghĩa này, biết được lợi ích rồi, vậy thì làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân? Trong cái phần trình bày này thì cũng có cái thời gian có hạn, khi mà ban tổ chức có cho tôi có 10-15 phút thôi thì mình sẽ nói rất là nhanh. Xong có 3 cái step rất là cơ bản. Cái pillar đầu tiên chính là define yourself. Tức là gì ạ? Như lúc đầu mình đã nói, chúng ta phải xác định được chúng ta là ai. Who we are. Chúng ta phải trả lời câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này là cái câu hỏi mấu chốt và đơn giản nhất. Và hãy nhớ thực hành cái bài học rất là đơn giản. Đứng trước gương, tự hỏi mình trước gương, tự độc thoại mình trước gương. Viết ra đó những cái tính từ hay những cái danh từ để miêu tả về bản thân. Thậm chí là khi mà mình đi coaching hay là mình đi chia sẻ với các bạn á, mình cũng hay nói là em trong mắt tôi thì thế nào. Có những câu chuyện bài hát đúng không ạ, thì cái này cũng thế thôi. Bạn trong mắt người khác như thế nào, người khác trong mắt bạn ra sao, tất cả cái đấy là những cái đánh giá cảm quan nhất, nhưng chúng ta phải làm nó như là một cái bài tập hết sức cơ bản. Mọi người có thể cho mình slide tiếp theo không? Ở slide tiếp theo thì mình có liệt kê ra những cái câu hỏi rất là cơ bản đó, ví dụ như cái pillar one này thì đó, đầu tiên là who we are rồi đúng không ạ. Tiếp theo nữa là cái điều gì mà chúng ta làm thấy chúng ta có sự khác biệt. Chúng ta hài hước đúng không ạ? Hài hước cũng là một cái điều để khác biệt đúng không ạ? Hài hước, vui tính. Điều đấy rất cần thiết cho cái cuộc sống mà gọi là công nghiệp, cuộc sống mà bộn bề, cuộc sống mà rất là gấp gáp như bây giờ đúng không ạ? Vậy thì có những cái nhân tố nào mà bạn cảm thấy là bạn tự tin, bạn khác biệt so với người khác? Đó là những cái lợi điểm. Hay cụ thể hơn là cái nhân tố X factor của bạn là gì? Bạn rất giỏi đúng không ạ? Chỉ số IQ của bạn rất là giỏi. Đấy cũng là một cái lợi thế đúng không ạ? Hay là thêm nữa, cái wow factor của bạn là gì? Bạn vẽ tranh rất đẹp, wow, đúng là rất tuyệt vời. Hay tiếp theo nữa, những cái kỹ năng nghề nghiệp nào mà bạn cảm thấy là bạn đang là một lợi thế? Bạn có thể là một content creator, bạn cũng thể là một good designer, bạn cũng có thể là một fashion fashionista, tùy theo những nhu cầu cũng như là cái sở thích mong muốn của bạn. Tất cả những yếu tố này giúp bạn trả lời câu hỏi bạn là ai. Và lưu ý nhé, có một câu chuyện sâu xa hơn là ví dụ như các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, hay là những bạn đi làm rồi, hay là cả mình đi chăng nữa, đôi khi mình cũng sẽ phải tự hỏi trong 5 năm nữa mình sẽ là ai? Cái hình ảnh trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa mình là gì? Thậm chí 20 năm nữa khi mà mình nghỉ hưu chẳng hạn thì mình sẽ làm gì? Không làm việc à? Hay là vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho những hoạt động cộng đồng mà khi đó những cái mục tiêu về kinh tế có thể hạn chế hơn, đúng không ạ? Tất cả những câu hỏi này giúp bạn trả lời được cái câu hỏi bạn là ai? Trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Vậy nên đây là những cái bài tập hết sức cơ bản. Và nếu như mọi người có thời gian hoặc là cũng có một cái gì đó tò mò, có thể đọc cái cuốn sách của mình, đó là Your Brand Talk, thì mình cũng đã nói rất là kỹ về cái phần này. Đối với cái pillar thứ hai, cái step thứ hai, thì khi mà mình đã tìm hiểu được những cái giá trị nội tại, những cái điểm ưu, điểm nhược, những cái điểm còn hạn chế, thì ở bước thứ hai chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải cải thiện nó nếu như mà là những cái điểm mà còn là khuyết điểm, và cải thiện rồi thì bây giờ phát huy thêm những cái điểm mạnh nữa để gây dựng được cái sự uy tín. Có một số bạn trẻ cũng nói với tôi là chị ơi, em không thích nói là xây dựng thương hiệu cá nhân đâu, em cảm thấy cái chữ thương hiệu cá nhân nó hơi hơi to tớt, to tát, hơi đao to búa lớn, em muốn sử dụng cái chữ là uy tín cá nhân. Hay ở đây với một cái chương trình với các bạn trẻ thì ban tổ chức đã chọn một cái từ gần gũi hơn là bản sắc cá nhân, đúng không ạ? Mỗi từ nó đều có cái thể hiện và có cái sắc thái riêng, nhưng định chung lại nó thể hiện được cái gì ạ? Tất cả những mục đích đó là bản sắc ư, là thương hiệu ư, là uy tín ư, tất cả nó thể hiện một dạng gì? Cái con người bạn đã được tiếp nhận, được xã hội, được cộng đồng tiếp nhận, những cái người nghe, người xem, đúng không ạ? Những cái người mà tương tác cùng các bạn, tiếp nhận nội dung thông tin về bạn. Thì lưu ý nhé, cái ngôn từ có thể khác nhau, nhưng mục đích nó vẫn là giống nhau.
Và như vậy thì cái mục đích tiệu chung lại là khi mà chúng ta nắm được những cái ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình, và trong cái đó chúng ta hoàn toàn phải cố gắng cải thiện, phát triển mình hơn nữa để mang những cái giá trị nội tại này đến cho với mọi người. Chứ chúng ta xây dựng bản sắc riêng, chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân riêng, nhưng chúng ta chỉ để lợi benefit cho bản thân thì nó không còn cái giá trị đó nữa. Mà qua cái việc tạo những cái giá trị lan tỏa đến với cộng đồng thì nó mới xây dựng được cái uy tín cho cá nhân mình, cho mỗi cứ mọi người nào cả. Nên phải lưu ý phần này. Và thêm một cái nữa mình cũng lưu ý, đó là phần mình cũng phải xác định cái đối tượng người nghe, người xem đối với chúng ta là ai. Ví dụ những cái anh chị em mà làm nghệ sĩ thì đối với là các fan, đúng không ạ, những người hâm mộ. Nhưng bây giờ ví dụ như là các bạn đang ngồi nhìn chính là trường, thì cái target audience của bạn là ai? Là gia đình này, là những người bạn ở trên lớp này, là thầy cô này, là các đoàn đội các bạn sinh hoạt này, những người đi làm thì sao, là môi trường này, đội nhóm các bạn đang làm việc chung này, là lãnh đạo này, đúng không ạ, là đồng nghiệp này. Tất cả những đối tượng đó là những cái bộ phận mà cấu thành để giúp bạn tương tác với những người nghe và người xem xung quanh mình. Thì tất cả cái việc mà xây dựng uy tín, xây dựng thương hiệu, nó phải dựa trên những cái gì đó hết sức là gần gũi, thực tế, và đừng nghĩ nó gì nó xa xôi cả, là những cái môi trường ở xung quanh mình, những cái target audience, những người xem, người nghe mà mình hàng ngày tiếp nhận. Và có một điều lưu ý rằng khi mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân đấy thì không có một hình mẫu chung nào cho tất cả mọi người. Đừng gọi là hoàn hảo hóa hay là cầu toàn quá, để gọi như mọi người nói một cách vui vẻ dí dỏm, nó là gì, hoa hậu thân thiện. Mình sẽ không thể làm được điều đó nếu mà các bạn kỳ vọng là mình sẽ phải là một người hoa hậu thân thiện, một người mà tất cả mọi người đều yêu mến, yêu thích. Thì kệ, tất nhiên nghe được sẽ thích, nhưng nó khó có thể thành thực tế. Nên lưu ý nhé, không đừng theo đuổi cái hình mẫu nào để làm chiều lòng tất cả mọi người. Hãy chính là chính mình, be yourself, be your version. Và bao giờ cũng thấy con người cũng không ai hoàn hảo cả. Có cái điều yêu, cũng có cái điểm mọi người ta chưa thích, nhưng không sao cả. Bằng việc tiếp nhận nó, ghi nhận nó thì chúng ta càng cảm thấy là chúng ta có thể xây dựng, phát triển bản thân, cải thiện bản thân tốt hơn thôi. Chứ cũng không phải vì lý do là chúng ta luôn luôn muốn là một cái hình mẫu ngọc không tì vết trong mắt mọi người. Thì đó cũng không phải là cái mà mình muốn triệt đạt ở cái phần xây dựng cái bản sắc riêng cho mọi người, đúng không ạ? Ở phần cuối cùng đó là cái phần targeting opportunity. Thì tại sao lại có phần này? Như mình nói, khi mà các bạn có những cái lợi ích nhất định cho cái việc xây dựng được cái thương hiệu bản sắc cá nhân rồi, nhưng nếu chỉ dừng lại những cái lợi ích này cho bản thân mình thì nó không có ý nghĩa. Thương hiệu sẽ chỉ trở thành di sản khi mà nó được lan tỏa, nó có những cái tác động đến với cộng đồng, đúng không ạ? Mình mang những giá trị cho người khác chứ không phải lúc nào mình cũng khư khư mình giữ cho mình. Thì đấy mới là những cái giá trị mà cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân lâu dài hướng đến, đúng không ạ? Và cũng có một cái là rất là nhiều bạn trẻ cũng đôi khi cũng vấp phải, đó là khi mà chúng ta gọi là gì nhỉ, đã có những cái thành công, những cái milestone, những cái achievement nhất định rồi, lại ngủ quên trên chiến thắng chẳng hạn. Thì cái điều này thì không nên. Bởi vì việc xây dựng cá nhân, xây dựng thương hiệu cá nhân hay là bản sắc riêng mình cũng phải là một cả một quá trình. Đó, cứ cả một quá trình, và nó là cái non-stop engagement với những cái người, mọi người xung quanh mình và với bản thân mình nữa. Thế cho nên là đừng bao giờ nghĩ ngại là mình đã có những cái thành công nhất định rồi nên mình thôi, mình lại tạm thời lắng xuống. Bởi vì bây giờ mình không xây dựng, mình không bồi đắp lên nữa, tức là mình đã bị bay một so với những cá nhân khác. Thì đấy là một trong những cái mà mình có thể chia sẻ. Mình vừa nhìn thấy có một bạn có câu hỏi, đúng không ạ? Gatekeepers for your opportunities là gì? Ok, đây mình sẽ trả lời luôn nhé. Thế này, bất cứ ai cũng mong muốn có những cơ hội cho riêng mình, đúng không ạ? Thì bây giờ mình phải xác định là làm thế nào mình có những cơ hội đó. Cái nguyên nhân nào, cái nhân tố nào giúp mình có những cơ hội đó. Thì đấy chính là cái gọi là gatekeeper, những người giữ gôn á, đúng không ạ? Khi bạn muốn xuất vào thì cái người giữ gôn nó quan trọng lắm, đúng không ạ? Nếu như mà mình đá một cái quả bóng vào gôn theo đúng hướng, đúng direction, thì có thể nó sẽ vào gôn. Và cái việc mà mình phải xác định được gì, những cái người mà có những cái gọi là obstacle, tức là những cái vật cản, những cái chướng ngại ở phía trước để mình làm sao có thể đạt mục đích, thì đó cũng là những cái để mà mình giải thích cụ thể hơn. Vậy thì gatekeeper của cái opportunity của mình là gì? Mình xác định được cái điều đó. Còn có cái vấn gì nữa không ạ? Có câu hỏi nào nữa không ạ? Để mình có thấy ok rồi ạ.
Mình sẽ tiếp theo slide tiếp theo ha. Sẽ có một cái phần approach, cái cách tiếp cận 5C mà mình cũng đã mention cái phần này ở trong cái phần trong cuốn sách của mình. Nó rất là đơn giản thôi. 5 chữ C này nghĩa cho 5 cái từ tiếng Anh, đó là to catch, to consider, to connect, to continue và to conquer. Thì mọi người có thể dịch ra đúng từ tiếng Anh thế nào thì tiếng Việt cũng như vậy. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ giữa một bạn nam và một bạn nữ chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải có những cái gì đó catch eye, tức là có những cái nhìn mà thực sự là gọi là sét đánh, đúng không ạ? Thì cái đó chỉ là những cái dấu ấn ban đầu hay nhất thời thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ có quá trình cân nhắc sàng lọc xem mình có tiếp tục mối quan hệ, mình có muốn tiếp cận cô gái này không. Sau khi chúng ta có một quá trình cân nhắc ok, cô gái này rất là thú vị, cô gái rất là xinh, mình muốn thử tiếp cận với cô ấy xem thế nào, thì đó là cái quá trình connect. Và sau khi connect rồi, biết thông tin về nhau rồi, liệu là có duy trì và phát triển mối quan hệ này không, đó là quá trình continue. Thì mọi người nghe mình có rõ không? Thấy các bạn feedback là âm thanh hơi bị rè, có bị rè không hả các bạn? Ok. Có nghe tiếng hơi bị rè xíu quá chị. Có thể là ở cái sách cắm nó vào máy tính đó chị thử dùng. Ok đây chị. Ok, có đỡ hơn không ạ? Mọi người thấy có đỡ đỡ hơn không ạ? Dạ cũng chưa. Hay là nếu bỏ tai nghe ra thì sao ha? Ok. Chị bỏ tai nghe ra là sao? Dạ hết rồi chị. Bây giờ ok. Đấy thì chắc là chị sẽ bỏ tai nghe ra ha. Hóa ra lại tai nghe lại không rõ bằng việc nói ngoài. Vậy thì tiếp tục nhé, cái chữ C thứ tư tức là continue, tức là mình có xác định là mình có duy trì phát triển cái mối quan hệ này không, và cuối cùng là có quyết định là chinh phục cô gái này không. Bất cứ một cái mối quan hệ nào hay là cái công việc nào cũng sẽ phải bắt đầu bằng 5 chữ C này. Đây là một quá trình, và đây là những cái mà mình rút ra rất là ngắn gọn trong cái việc xây dựng cái thương hiệu bản sắc cá nhân. Thì để nói thêm về cái phần này thì có hơi mất thời gian. Tuy nhiên nếu mọi người quan tâm thì có thể theo dõi cái cuốn sách của mình, thì có thể có thêm được những cái thông tin cụ thể cho từng step một. Ban tổ chức giúp mình cái next slide vậy ạ. Và để in short lại cái phần trình bày của mình ngày hôm nay thì sẽ những có cái tips rất là nho nhỏ thôi, nhưng mà mọi người lưu ý là làm thế nào để có thể xây dựng được bản sắc cá nhân. Nhớ nhé, luôn luôn phải là con người thực. Đấy là cái điều đầu tiên. Thì tiếp theo là phải nhất quán. Mình là một con người là yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Thế nhưng mà mình chỉ có bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên trên mạng thôi thì cũng không đủ, mà bằng những hành động thực tế, bằng con người, bằng những cái hành vi ở bên ngoài, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, một số cái khác là be kind, generous, hay là leave a legacy. Leave a legacy tức là truyền lại một cái giá trị nào đấy cho cộng đồng, chứ không phải cho các bản thân mình. Hay thậm chí là gì ạ? Ready to be failed. Ai cũng thế thôi, ai cũng có thể gặp những cái vướng mắc, những cái thất bại trong cuộc đời. Không ai là lúc nào cũng thành công cả. Thế cho nên là mình cũng phải chuẩn bị những cái tinh thần, đó là gì? Mình sẵn sàng đón nhận những cái sự thất bại. Thất bại đấy không có cái gì là sai hay có cái gì là xấu cả. Đấy, và trong cái cuốn sách mình cũng nói là thất bại chỉ là một cái tạm dừng để nghỉ chân, để mình cố gắng tiếp tục thôi. Nên là xây dựng bản sắc cũng thế. Trong quá trình mình sống, mình có những cái trải nghiệm, thì từ những cái trải nghiệm đấy mới có những cái kinh nghiệm. Thế cho nên là ai cũng vậy, ai cũng phải xây dựng cái gì đó từ con số 0. Thế cho nên là nếu như có gặp phải thất bại thì các bạn cũng đừng buồn, đừng tự ti, đừng cảm thấy buồn rồi cảm thấy là không muốn làm gì cả, thì điều đấy thì không nên. Và cái tâm lý này thì rất nhiều bạn vướng phải, nên là mình cũng lưu ý ở cái phần này. Bên cạnh đó thì cố gắng lại kể một câu chuyện, mình tìm những cái giá trị bản thân, nhưng đừng lại nói hay là khoe mẽ hay là phô trương quá, mà hãy một cách nào đó tế nhị, hãy kể một cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện này thì chỉ có bạn mới là người có thể viết nên cái câu chuyện này, không ai có thể viết hay hơn bạn cả. Chúng ta chính là cái tác giả, hay là chúng ta chính là những người mà biên kịch cho những cái cuộc đời của chúng ta. Thế cho nên là hãy kể một cái câu chuyện, và cái câu chuyện này chỉ có bạn mới là người kể giỏi nhất, hay nhất, không ai có thể làm điều đó hơn bạn cả. Vậy thì bằng cách là hiểu bản thân, rồi từ đó có thể phát triển kể câu chuyện của chính mình. Bởi vì chúng ta đang trong một cái giai đoạn mà chúng ta cần học hỏi lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thế cho nên là bản thân mình cũng là một cái người mà làm việc kinh doanh, nhưng mà mình cũng rất thích, sở thích đó là viết lách. Thế cho nên là mình cũng viết sách, mình cũng viết báo, cũng có làm thơ thì không làm thơ được như Tiêu Hà Trinh thôi, Lưu Hà Trinh thôi. Nhưng mà chị thì
có viết sách này, viết báo rất là nhiều, và bằng cách đó thì khi mà mình kể mỗi câu chuyện thì người ta cũng hiểu hơn về mình một cách gián tiếp chứ không phải là một cách trực tiếp nữa. Và ở cái slide cuối cùng thì chị chỉ muốn nốt lại một điều rằng thương hiệu cá nhân hay là cái bản sắc cá nhân của mọi người không phải là những cái gì mọi người nói, mà chính là những điều như bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, khách hàng của bạn, đối tác nhìn nhận đánh giá về bạn. Thì đấy là những cái mà chị có thể tổng hợp được hết sức ngắn gọn và đơn giản cho cái phần xây dựng thương hiệu bản sắc cá nhân. Rất cảm ơn chương trình. Dạ, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe phần chia sẻ của chị Lê Mai Anh là giám đốc điều hành của Global PR Hub và đồng chủ tịch Hiệp hội VNPR. Chị Mai Anh thì đã có những cái chia sẻ về các cái khái niệm nè, rồi 3 bước để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân và 10 tips để các bạn có thể bỏ túi tìm hiểu về cái chương trình này. Em cũng rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Mai Anh ha. Và vậy thì cụ thể hơn á, nếu như mà các bạn tò mò về một cái case study rằng là làm thế nào cái một người mà xây dựng thương hiệu cá nhân á, thì họ họ từng bước họ xây dựng cái hình ảnh bản thân của họ như thế nào, thì các bạn có thể là sẽ rất là chào đón phần chia sẻ tiếp theo của chị Lưu Hà Trinh, là một MC truyền hình nổi tiếng và cũng như là một tác giả, là người truyền cảm hứng. Dạ vâng, em xin mời chị Lưu Hà Trinh ạ. Hello, xin chào các bạn, có nghe chị rõ không ta? Đó, nếu mà Dạ. tổng ra xem nha, chị thấy bây giờ đang có 82 bạn đang ở trong cái room này. Lúc nãy á, thì mình đã nghe chị Mai Anh chia sẻ rất là chi tiết khúc chiết rồi. Chị còn tranh thủ chị ghi lại những điều chị Mai Anh nói nữa, không biết là mọi người có ghi lại không? Cảm ơn chị Mai Anh rất nhiều. Trong khoảng thời gian tầm 15 phút thôi mà tất cả những gì mà các bạn cần phải đổ nền về personal branding, về nhận diện thương hiệu, xây dựng bản sắc khó phai, mà chữ phai ở đây á, là low phai là một, chứ không phải nhạc low phai đâu nha. Và cái chữ là phai là tìm á, trong tiếng Anh rất là hay vì khi bác chơi chữ chị thấy nó vừa phải khó tìm mà tìm xong á, thì phải để lâu, phải khó phai, thì quả thật là một chủ đề trông có vẻ là dễ nhưng mà cần mình chú ý hết sức, đúng không? Ồ, cảm ơn bạn đã bạn Phương Vân nói về tự tình lúc không giờ. Ok, chúng ta đang xem cái hình đó là tự tình lúc không giờ, làm cho các bạn nhớ đến ngay đúng không? Thôi bây giờ mình tranh thủ trước khi bắt đầu cái phần chia sẻ một cái case study là bạn Liêu Hải Trinh, thì mình xem qua nhanh nhanh thôi cái trailer của tự tình lúc không giờ mùa này nhé. Các bạn có nghe rõ không? Mọi người có nghe âm thanh không ạ? Hẹn ngày đó ghé đây, người từ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi luôn nói thầm về có những cái cánh đồng cây không nên tỏ, những bởi giấc khi mơ biết rồi thay, cũng chỉ giữ những trong tim. giọt nước mắt đông lạnh, Tự tình lúc không giờ. Ok, sở thích của chị á, đó là sau khi mình viết một cuốn sách hay là mình làm một chương trình đó, thì mình sẽ đọc hết những cái comment, cả những cái lời chê và cả những lời khen, để mình xem là thật sự ủa trong mắt của các bạn á, thì hình ảnh của mình Lưu Hà Trinh là người như thế nào. Chị còn không có một cái khái niệm là chị đang làm personal branding luôn á, mà chị chỉ có khái niệm giống như chị Mai Anh nói á, là be yourself, sống thật với cái hành trình mà mình đã định sẵn ở trong cái tim của mình thôi. Và nó một cách nào đó nó được nhất quán từ đầu đến cuối, từ khi mình chỉ là một cô bé 17 18 tuổi còn học ở trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, sau đó mình vô trường đại học mở, mình vẫn chưa có một ý thức hoặc là một cái tiên tri rằng là sau này mình sẽ là một người viết sách hay là một cô MC hay là một nhà biên kịch phim hay là producer chương trình. Tất cả những thứ đó nó đến sau, thậm chí nó đến sau khoảng chừng 10 năm sau hoặc là 20 năm sau nó mới tới. Vậy thì hiện nay chúng ta đang ở độ tuổi 18 tới 22 là 70% số người trong căn phòng này. Và chị cũng có xem qua survey thì các bạn cũng đang ở tuổi rất là trẻ. Làm sao các bạn biết được là 10 năm sau, 20 năm sau các bạn chính xác là ai? Liệu các bạn sẽ trở thành một diễn giả
vô cùng thông minh, đầy thuyết phục, một nhà kinh doanh giỏi, một nhà viết sách rất là tài năng như chị Mai Anh, hay là một nhà hoạt động xã hội thiện nguyện như là các bạn đang làm trong Give Back, hay là một cô gái rất là mộng mơ như là Lưu Hà Trinh. Những điều đó chúng ta không biết. Nhưng có một thứ mà chị nghĩ là chúng ta sẽ rất là chắc chắn biết, đó là biết mình muốn gì trong sâu thẳm trái tim mình. Bởi vì các bạn hãy nhớ lại những cái cảm xúc của mình khi mà mình vẽ ra một giấc mơ năm 7 tuổi. Các bạn sẽ biết nó khác so với những giấc mơ khác như thế nào. Có người sẽ ước rằng mình trở thành bác sĩ để sau này mình có thể chạy thận cho mẹ. Có người sẽ ước rằng là sau này mình có thể trồng cây, và có người thì mơ trở thành cái người cai quản sở thú. Mỗi người đều có một ước mơ, và dần dần những ước mơ đó nó có thể bị thay đổi. Và mỗi người sẽ dần dần cảm thấy lạc lõng hơn. Và lý do chị kết luận điều này là bởi vì lẽ ra nếu như chúng ta biết được mình là ai, biết được bản sắc của mình từ đầu, từ rất là sớm, từ rất là trẻ, thì chúng ta sẽ không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta sẽ không đăng ký vào tất cả những cái forum, hoặc là những diễn đàn, hoặc là những cái buổi talk để chúng ta tìm hiểu thêm. Bởi vì chúng ta chưa chắc chắn là khi lớn lên chúng tôi có còn muốn là người cai quản sở thú này hay không. Chúng tôi có còn muốn là cái người mà sẽ vẽ truyện tranh manga hay không. Nó không giống với chúng ta năm 7 tuổi hay 14 tuổi nữa. Bởi vì chu kỳ cứ 7 năm một lần chúng ta lại thay đổi về thể lý và cả tâm lý. Nên đó là lý do chúng ta cùng ngồi với nhau ở đây. Và để cụ thể một cái case study thì năm 17 tuổi chị vẫn còn chưa biết mình muốn làm gì. Và chắc chắn chị cũng không muốn biết là chị sẽ là trở thành ai. Tất nhiên có một điều chị rất muốn biết là chị muốn kiếm tiền. Chị muốn trở thành một người có điều kiện. Có điều kiện để trang trải cho bản thân mình, và có điều kiện để có thể hỗ trợ kinh tế cho ba mẹ mình. Và có thể tự lo cho bản thân mình, có thể trở thành một cô gái độc lập tự chủ để mà mây tầng nào gặp mây tầng đó, bla bla. Đó là những điều mà chúng ta tưởng tượng một cách cơ bản nhất. Nhưng các bạn không thể nào mà tưởng tượng được rằng là các bạn đều là những phiên bản rất tuyệt vời. Tại sao chúng ta nói điều đó? Cái chữ mà authentic, authenticity mà chị Mai Anh nhắc đến nó làm cho chị hết sức ấn tượng. Bởi vì nó rất là cô đọng và nó là toàn bộ vấn đề của câu chuyện case study. Kể lăng mang một chút xíu như vậy để nhấn mạnh vào chữ authentic. Cái chữ nguyên bản đó, để các bạn có thể hiểu một điều là trước hết, trước khi chúng ta học một cái bài học hoặc chia sẻ về những cái câu chuyện, những công thức của người khác, các bạn phải sâu thẳm trong trái tim mình nhận ra rằng là các bạn chính là những cái phiên bản hết sức độc đáo và đặc biệt trước cái đã. Khoan trở thành một ai hết, các bạn phải tự chấp nhận rằng là dẫu các bạn có chấp nhận mình là cái người đặc biệt, một cái người tài năng và xuất chúng hay không, thì các bạn đã có hạt giống đó ở trong rồi. Vì sau lúc mà quét rác thì Đen Vô cũng không biết sau này mình sẽ thành một rapper nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà anh cứ tiếp tục tưới cái hạt giống đó của anh vì anh yêu thương cái điều đó. Lúc mà trước khi nổi tiếng thì Châu Bùi vẫn còn đang bán shop quần áo và vẫn rất là cố gắng để mà có thể theo đuổi ước mơ của mình. Michelle Phan thì lúc mà chưa ai biết đến, cô vẫn còn là một cô gái sinh viên nghèo người Việt, mở một cái laptop quần ra để mà giả bộ làm mấy cái make up Halloween các kiểu. And then, boom, cô ấy được mọi người yêu mến, chia sẻ những cái video clip rất là hữu ích. Và cô ấy trở thành một chủ một cái thương hiệu make up. Và rất là nhiều điều đã tương tự đã đến với những người mà chúng ta yêu mến như Binzy hay là Đen Vô hay Châu Bùi, bla bla. Chị không nghĩ chị là một cái case study điển hình, mà chị nghĩ chị là một cái case study gần với các em nhất. Vì những cái thành tích của chị nó không quá wow, khó chạm tới như sao trời, mà nó có thể bắt đầu từ bước một. Nó có thể bắt đầu từ việc là các em ngày nào cũng viết lên status những cái tâm trạng và suy tư của mình về chuyện thi đại học, về cái chuyện thời tiết đổi thay, về những cái trăn trở về personal branding, về những trẻ em vùng cao, về những chương trình của Give Back, về những cái thư viện mà không ai trao đến tay trẻ em nghèo. Và lúc đó dần dần những cái trăn trở đó nó sẽ được tích góp mỗi ngày mỗi ngày, và đến một ngày nào đó nó trở thành một quyển sách, giống như cách mà anh Thanh Duy Idol bảo là Trinh ơi, em tập hợp hết những bài thơ của em đi, năm chị 20 tuổi đến chị 22 tuổi á, thì anh nói là em đọc, em viết nhiều thơ trên Facebook như vậy, em viết thành một cuốn thơ đi. Sau đó chị mới in thành một cuốn thơ và bước Alpha Book nói là thật ra thì thơ chả ai đọc đâu em ơi, nên em viết thêm tảng văn vào đi, chứ thời này ai mà đọc thơ. Thế là chị bổ sung thêm một vài tảng văn vào. Chị không ngờ là nó tạo ra một cái dấu ấn. Nhưng nó cũng chỉ là một cái chạm đầu tiên vào hồ nước lạnh thôi. Mình vẫn chưa là ai trong văn đàn. Sau đó tiếp nối là những cái quyển sách tiếp theo, và chị phát hiện ra là cái feedback của các bạn dành cho mình đó rất là rộng lượng và bao dung. Cuộc sống này luôn mở lòng để cho chúng ta là những cái người xây dựng những bước đầu tiên. Các bạn có thể là những cái người nảy ra ý tưởng rất là táo bạo, đôi khi bạn bè bảo là khùng điên. Chẳng hạn như là mình lấy bã cà phê rồi mình làm vào mấy đôi giày, mình lấy bã cà phê mình làm mấy cái khẩu trang. Người ta nói làm gì có ai làm cái chuyện điên khùng đó. Nhưng cuối cùng
hàng Việt Nam chất lượng được xuất khẩu và được đón nhận trên toàn thế giới. Những CEO trẻ tuổi startup thành công là những cái người bạn đã điên khùng như vậy. Vậy thì trước hết quay trở lại với cái khái niệm mà authentic, authenticity. Và trước khi để tạo ra cái điểm cuối cùng của nó từ authentic là chính mình, là be yourself, là bản sắc cá nhân, là hạt mầm đó, cho đến cái mà legacy á, là cái di sản mà chị Mai Anh đã rất là trân trọng để mà tóm gọn cho các bạn, thì chúng thấy nó là một cái hành trình rất là dài, nhưng nó không phải là một cái hành trình quá chông gai đến nỗi mà không thể thực hiện được. Nó không có siêu thực, mà nó rất là cần sự bền bỉ, và bạn phải tin vào chính mình. Và để mà các bạn củng cố lòng tin hơn về chính mình thì chị cũng có thể kể nhanh một câu chuyện. Không biết các bạn có biết thương hiệu Marc Jacobs không ha? Cái thương hiệu nước hoa, và một trong những cái signature, cái perfume, cái nước hoa nổi tiếng của Marc Jacobs là cái bông hoa cúc, đúng không? Daisy, cái bông cúc trắng bự bự á. Mỗi người đều sẽ có một cái chai nước hoa Marc Jacobs Daisy. Nhưng mà trong năm 2019 thì Marc Jacobs đã cho ra một cái thương hiệu nước hoa hoàn toàn mới có tên là Perfect, hoàn hảo. Một cái khái niệm khiến người ta hơi choáng ngợp, đó làm gì có khái niệm hoàn hảo trên đời. Và rất là bất ngờ khi mà Marc Jacobs tung ra cái trailer, cái teaser demo cho cái thân hiệu nước hoa này á, để mà lật đổ cái Daisy của chính thương hiệu này, là ảnh sẽ đặt ra một cái câu hỏi là bạn có nghĩ bạn hoàn hảo không? Thì 40 cô người mẫu bất đắc dĩ ở trong cái video clip đó, với rất nhiều những cái hình hài, những cái màu da, vóc dáng, cái kiểu xuất hiện rất khác nhau, và nó không gần với khái niệm cái đẹp lắm. Tại vì có người thì thấp, có người thì béo, có người thì cao, có người thì lại quá gầy, có người thì xăm trổ đầy mình, có người thì đeo khuyên, có người thì tóc tai, đủ màu hết. Nó không giống với những người mẫu thông thường mà chúng ta thường thấy trên tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng mà tất cả mọi người, 40 người mẫu rất khác nhau đó, đều trả lời là I'm perfect. Vậy thì cái khái niệm cuối cùng của chai nước hoa này chỉ là perfect is imperfect. Bởi vì chúng ta không hoàn hảo nên chúng ta rất hoàn hảo. Bởi vì bây giờ cái sự bắt đầu của tụi mình trong năm 18 tuổi đến năm 20 mấy tuổi thì không có cái gì hết. Nên nó rất hoàn hảo để xây dựng một bản sắc khó phai cho bạn. Và bây giờ để mà cụ thể hóa hơn, những cái bước cụ thể cho chúng ta có thể từng bước đến với cái hành trình từ authenticity, legacy. Mình sẽ xem qua một cái đoạn tiếp theo của slide nhé. Xin mời một phần kỹ thuật cho chị nha. Mọi người có còn nghe rõ chị không? Để tóm lại một vài những cái keyword thêm để cho các bạn có thể hiểu thêm ý của chị Mai Anh. Tại sao chúng ta cần xây dựng thương hiệu? Trinh có nghe đâu đó nói là thương hiệu là cái hiệu được thương. Nếu như cái hiệu đó không được yêu quý, không được để trong lòng, không được nhớ nhung, không được khao khát, không được trung thành, không được cống hiến, thì làm sao người ta thương? Thì nếu như bạn muốn xây dựng thương hiệu thành công thì hãy nhớ lấy là chúng ta xây dựng thương hiệu vì chúng ta muốn được nhớ, được muốn và được yêu. Chúng ta muốn được người ta lúc nào cũng nghĩ đến mình, thay vì mua Colgate sẽ mua PS. Tôi muốn có Colgate quá đi mất, tại vì có Colgate thì tôi sẽ có thể được tự tin hơn và nó the mát hơn. Tôi muốn, trời, tôi yêu Colgate quá, Colgate có cái campaign này hay quá. Ví dụ thì mình bắt đầu lựa chọn giữa rất nhiều người, mình đã có cái sự chú ý đặc biệt đến cái thương hiệu này, mình trung thành hơn với thương hiệu này. Bởi vì thương hiệu đó đã thành công cái việc xây dựng nhớ, muốn và yêu trong lòng của mình. Cho chị next thật là nhanh nhé. Và thí dụ nếu như bây giờ á, với cái vai trò là tác giả, chị hỏi các bạn một câu là bạn hãy nhắm mắt và tưởng tượng xem, nếu như bạn muốn viết một quyển sách về cuộc đời của mình thì cái quyển sách đó sẽ như thế nào? Bởi vì điểm tương đồng giữa viết và xây dựng thương hiệu cá nhân đó là chúng ta không có đi tìm cái quyển sách đó mà chúng ta tạo ra, chúng ta viết nó. Vậy nếu như bạn có một quyển sách của đời mình, bạn viết về cuộc đời mình, những định hướng sắp tới trong hành trình 5 năm, 10 năm tới, 15 năm tới, khi bạn 60 tuổi gì đó, bạn muốn quyển sách đó trông như thế nào? Nó sẽ rất là hình sự, hay là nó sẽ trinh thám một chút xíu, hay nó có cái màu ngôn tình, hay là một cái quyển sách kinh tế, một cái tủ sách ra sao ạ? Ồ, Thanh Vân nói là quyển sách của em sẽ có nhiều hình ảnh sống động. Ok, nó có thể là một cái quyển sách màu trắng đen rất là u buồn. Nó cũng có thể là một quyển sách rất là giản dị với cúc họa mi đặc trưng của Hà Nội. Nó cũng có thể là một quyển sách trông hơi creepy một chút như chuyện kinh dị. Và nó cũng có thể là một quyển sách quyến rũ và tối giản. Tất cả đều hợp lý cho suy nghĩ riêng của bạn. Và chúng ta sẽ tự hỏi bản thân mình thêm một vài câu hỏi nữa. Next slide please. Rồi, cho chị tiếp nha. Hãy trả lời những câu hỏi như thế này. Trước hết mình tự hỏi nè. Cái cuốn sách của bạn á, bạn muốn nó gửi gắm điều gì đến với mọi người? Nỗi niềm gì?
Ví dụ quyển sách em này á, khi mà chị đặt bút viết á, nó nhất quán với Tự Tình Lúc Không Giờ và tất cả những quyển sách chị viết. Chị sẽ viết cho những người phụ nữ thành thị ở độ tuổi từ 18 cho đến 30 tuổi. Và chị nhắm đến đối tượng này bởi vì họ thường xuyên bị mất cân bằng trong cái quá trình họ trưởng thành, và họ phải bận rộn với cơm áo gạo tiền và những cái giá trị mà người khác áp đặt lên họ. Họ phải vật lộn trong cuộc tìm kiếm cái hình ảnh, thương hiệu cá nhân và cái bản sắc, cái tôi của họ đến mức kiệt quệ. Và họ quẫy đạp trong cái guồng quay cuộc sống thành thị đó và họ rất cô đơn. Vậy thì cái mục đích của chị viết cuốn sách này đó là trong cái tấm gương phản chiếu của chữ em á, khi mà mình soi gương thì mình sẽ thấy chữ me, nghĩa là chị là em và em là chị. Chị soi qua chị thấy chị Mai Anh, chị soi chị Mai Anh chị lại thấy chị. Có nghĩa là mỗi chúng ta đều thấy nhau trong một cái giai đoạn nào đó. Chị soi qua các em thì chị lại thấy là ô, mình hồi còn trẻ nè, mình cũng rất là nhiệt tình, mình rất là ham học hỏi. Chị soi qua chị Mai Anh chị thấy ô, chắc là sau này mình lớn lên mình sẽ rất là chững chạc và điềm tĩnh như chị Mai Anh, mình sẽ cố gắng để được giỏi giang như chị Mai Anh. Vậy là mọi người đều là một cái phản chiếu của nhau. Vậy thì khi viết cuốn sách đó, bạn muốn gửi đến nỗi niềm gì, nó thật rõ ràng ra. Rồi bìa của nó đơn giản hay là lộng lẫy? Chị thích một cái bìa nó đơn giản thôi, nó càng ngày nó càng đơn giản, và cái màu sắc của nó phải gợi lên được cái huyết mạch, cái sự rạo rực trong trái tim đầy lửa. Rồi bạn nghĩ nếu quyển sách của mình có tâm trạng và tính cách thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như là một người chị ở độ tuổi 33 và đang ngồi xuống uống một tách trà với cô em gái tuổi 18 của mình và bắt đầu câu chuyện, để chia sẻ với em về những cái chuyện đã qua và những cái chuyện mà em nên biết. Ok, có bạn Thủy Tiên nói là một quyển sách của em sẽ giấy in ngã màu vàng. À, rất là ngoài cổ, retro, chị thấy đó, ý tưởng nó thú vị đó. Đó thì mỗi người sẽ tự nghĩ cho mình một vài những cái câu hỏi và câu trả lời cho quyển sách của mình. Và quyển sách đó nó phục vụ giá trị gì cho nhóm người nào là điều quan trọng nhất nha. Phục vụ giá trị gì là cái legacy đó, là cái di sản mà bạn để lại đó, nó có làm cho họ cảm thấy tốt hơn không khi sử dụng cái sản phẩm của bạn? Nó có làm cho bạn cảm thấy tốt hơn không khi mà bạn gửi đến cho mọi người? Nó có làm cho bạn thấy hối lỗi không vì làm cho ngày của họ tệ hơn khi sử dụng cái sản phẩm của bạn? Và may quá, feedback cho cái quyển sách này là em cảm thấy bình an, em cảm thấy có cái động lực tiến lên, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mình đã xong cái checklist của mình với cái sản phẩm này, đúng với cái bước xây dựng thương hiệu cá nhân một cách kiên trì của mình là mang lại cái năng lượng bình an cho mọi người. Ok, cho chị next slide nhé. Tương tự như vậy, bạn cũng phải xác định cái phong cách viết của mình. Thật ra mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân hay là làm cái cuốn sách này á, là mình để kiếm tiền, hay là mình là một người đã quen với những cái thông tin, như là một nhà kinh doanh như chị Mai Anh là một cái người thường xuyên làm việc với rất nhiều những hội nghị, những con số, và tất cả đều rất là duy lý. Nên khi mà chị ấy rất là thừa chữ, những con số và cái sự phân tích về não bộ, chị ấy sẽ bắt đầu không thể nào mà giữ cho riêng mình nữa. Chị Mai Anh sẽ viết xuống quyển sách là Your Brand Talks, có nghĩa là khi mà mình chia sẻ những cái di sản mình có được cho người khác, đó là bởi vì mình quá dư trong cái lĩnh vực đó, mình sẽ gom lại chia sẻ, chứ không phải mình viết vì mình muốn kiếm tiền trên quyển sách đó. Mình không phải mình làm cái thương hiệu đó vì mình muốn là trục lợi, mà cái thương hiệu đó mình làm bởi vì sau đó, sau cái sự cố gắng xây dựng đó sẽ là một cái giá trị cho mọi người. Rồi, hay là bạn là nhà lãnh đạo tư tưởng là cái phong cách viết thứ ba. Nhà lãnh đạo tư tưởng là những cái người sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái tư duy của mình. Giống như là Fukurama của Nhật Bản á, là người đã được in trên đồng tiền 10.000 yên của Nhật, thì ông là một cái người có cái tư tưởng rất là cấp tiến. Sinh trước chúng ta đã vài trăm năm rồi, nhưng mà những cái tư duy của ông đến bây giờ vẫn còn được áp dụng. Ngài Phan Bội Châu á, đã xây dựng trường học Đông Kinh Nghĩa Thục á, dựa trên cái chuyến đi Nhật và cũng học hỏi từ tư tưởng của ngài. Vậy thì những cái nhà lãnh đạo tư tưởng, cái số này rất là ít, nhưng mà cái quyển sách hoặc là cái thương hiệu của bạn làm ra, nếu như có thể giúp cho người khác thay đổi cuộc đời của họ, giúp cho đất nước thay đổi cái tư duy về việc cống hiến cho cộng đồng, về việc xây dựng đất nước giàu mạnh, thì quá tuyệt vời. Đó là một thương hiệu xuất sắc rồi. Và các em có thể đi từ những bước cơ bản nhất, à em làm thương hiệu này, em làm cuốn sách để kiếm tiền thôi nha, để trang trải cuộc sống thôi, hay là đến với những cái bước cao hơn, à em thừa cái chất liệu này, em muốn chia sẻ đến mọi người, hay là bước cao hơn nữa, em muốn làm một nhà lãnh đạo tư tưởng, em muốn mọi người thay đổi cái thói quen sử dụng nhựa, em muốn làm mọi người thay đổi thói quen để đóng góp cho cộng đồng. Wow, em có thể chọn bất cứ một phong cách viết nào. Tiếp tục nhé. Bước 3, chúng ta cần nhắc đến là lập kế hoạch. Chị Mai Anh đã giúp cho chúng ta có rất nhiều những cái keyword cực kỳ hữu ích, và chị xin nhấn mạnh lại việc lập kế hoạch này á, để mà tới cái điểm cao nhất là di sản legacy. Thì các bạn hãy nhớ là một cái thương hiệu cá nhân nó giống như một cái stamp, cái dấu ấn á, cái dấu mà chúng ta thường hay khắc tên của mình á.
nó đã được tạo ra rồi thì nó sẽ phải được giữ, chứ không phải là hôm nay chúng ta ký chữ ký này, hôm sau ta ký chữ ký khác, đổi cái ấn khác thì cái ấn không có giá trị. Lên ngân hàng ta bảo không phải chữ ký này không cho lãnh tiền. Nên đã là một cái thương hiệu cá nhân rồi, nó phải đi từ cái gốc của mình là như vậy. Vì nếu không đi từ gốc của mình thì mình dễ thay đổi nó theo trend lắm. Hôm nay thì mình thích cái phong cách bụi bặm, ngày mai mình đổi cái shop của mình, cuốn sách của mình theo hướng cách thơ thơ thì nó không có giá trị. Nên là đi từ gốc là cách mà chị Mai Anh đã nhắc rất là rõ, để mà mình phải xác định lại mình thật sự là người có những ưu khuyết điểm gì. Giống như chị thì từ đầu đến cuối chị biết chị sến, nên là từ năm 18 tuổi đến bây giờ chị không bao giờ đổi phong cách sến của mình hết á. Mấy người sến hay để tóc màu đen mà để dài, không bao giờ nhuộm tóc hết. Và chị nghĩ it's okay, I like my sến. Có nghĩa là mình thấy cái chuyện sến này đâu có gì đâu mà mình phải sợ. Mình biến cái khuyết điểm của mình thành cái điều mà mình cảm thấy là nó không có sến, mà nó là một cái sự truyền thống. Sến theo cái kiểu cũng ngổ ngáo cũng được. Làm thời này làm gì mà có ai viết thơ, làm ai đọc thơ sến chết không nha. Nếu mà đọc kiểu thơ mà nó có thể châm biếm cà khịa lãng mạn á, wow, người ta cần thơ như thế để tưới mát cho tâm hồn mà. Bạn phải tin vào những cái giá trị bạn tạo ra, và dù là nó là những cái lời tiêu cực của người khác xoay quanh nói thì bạn vẫn phải tin cái điều đó nó có ích, nó sẽ là một di sản bởi vì nó thật sự chính trực. Rồi, trên cái hành trình lập kế hoạch đó, ví dụ như lập kế hoạch là một quyển sách hay lập kế hoạch là một cái podcast, thì đầu tiên luôn luôn chúng ta cần phải có những cái bước là định vị xem cái podcast đó, cái talk show đó, cái quyển sách đó nó phục vụ đối tượng nào, viết trong cái phân khúc nào, có quá khó hiểu không, và mình bán cho ai, bao nhiêu tiền. Sau đó mình sẽ đến là mình lựa chọn cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực là ngôn tình hay là lĩnh vực là kinh doanh hay là lĩnh vực là tư duy, kỹ năng sống, bla bla. Rồi sau đó mình mới đầu tư chất lượng nội dung. Chất lượng nội dung của cái brand của mình phải được đầu tư như thế nào là cho nó tốt nhất cho cái người sử dụng. Sử dụng loại giấy gì, cái design của quán mình như thế nào, thiết kế ra sao. Rồi cái chương trình give back của mình cần phải đầu tư những cái buổi họp như thế nào, mentor là ai, và mình phải đầu tư bao nhiêu cái talk là cho đủ để các bạn mentee có được thỏa mãn nhất về kiến thức. Rồi bao nhiêu là cái thứ phải suy nghĩ về cái phần nội dung này trước khi làm chương trình, trong khi làm chương trình và sau khi làm chương trình, bao nhiêu là thứ. Rồi cuối cùng là cái bước mình sẽ thêm mắm dặm muối, mình truyền thông cho nó, mình lan tỏa nó ra. Nếu mà nó được tạo được cái ấn tượng cho mọi người mà ấn tượng tốt á, mình đánh mạnh lên, làm lớn chuyện này lên cho chị, làm cho người ta được nhận nhiều giá trị hơn, được thoải mái hơn. Vậy có phải là mình đang hê lên với thế giới là here, hi, I'm here the world. Trời ơi, thế giới ơi, mình đang ở đây nè. Mình đã thật sự cân bằng được cái thứ nhất. Hãy nhớ đây, giả bộ đây là hình con cá nha, để cho dễ nhớ. The fish, con cá, tại sao là con cá? Con cá là bởi vì người ta hay nói là hãy giữ cá tính của bạn, thì nó chỉ có tính con cá này, chỉ nói là tính con cá. Cá ở đây nhớ nha, con cá. Bên này là năng lực. Sao cho dễ nhớ ta? Giả bộ như người viết, cầm cái viết đi. Bên này là con cá, bên này là cái viết. Hãy nhớ hình ảnh này để có được cái lập kế hoạch đó và định vị bản thân. Hãy nhớ thứ nhất là cái khả năng viết của Trinh, cái thứ hai là cái cá tính của Trinh là sến. Vậy thì hai cái này kết hợp lại, yeah, you got me right, là Liêu Hà Trinh đó. Sến và biết viết, vậy thôi. Và mỗi cái cá tính đó sẽ rất là khác nhau dựa trên những cái thứ mà bạn cầm. Bạn chỉ có hai cái tay thôi, một cái là cá tính, một cái là cái năng lực bạn có thể làm được. Có người thì viết, có người thì rap, có người thì dẫn chương trình, có người thì làm kinh doanh, có người thì chạy, có người thì chơi bóng rổ, chơi thể thao. Mỗi người đều có một cái năng lực khác nhau. Thậm chí vẽ thôi, im lặng thôi, đừng có nói gì hết á, cũng là một năng lực mà. Bạn có thể là cái người làm hoa giỏi, hay bạn là cái người nấu ăn giỏi. Đó là một cái loại năng lực mà. Và bạn phải trung thực và chính trực với cái năng lực mà mình có. Bạn không có đặt tên nó là một cái gì đó thừa thải. Bạn không được phủ nhận nó. Bởi vì như Trinh đã nói từ ban đầu, you're perfect. Và cái perfect đó nó không giống với cái perfect của Châu Bùi hay Đen Vâu, nhưng mà đó là cái perfect của bạn. Và sau này nếu mà bạn cố gắng nỗ lực thì các bạn đàn em đi sau đang cố gắng ý, sẽ nhìn nó wow, chị ơi thật là perfect. Thì cái hoàn hảo của bạn là một cái tiêu chuẩn khác nữa. Nên đầu tiên hãy nhớ là mình tự hỏi thật nhiều câu hỏi cho bản thân. Mình định vị bản thân, mình lập kế hoạch, và mình tin tưởng vào bản thân mình. Và mình nhớ nha, perfect is imperfect. Chị nghĩ là thời gian của chị 20 phút đã hết rồi, thì chị sẽ dành tiếp cái đoạn tiếp theo cho mình đặt câu hỏi và giao lưu cùng với chị Mai Anh và chị nha. Ok, cảm ơn các bạn. Dạ ok, em cảm ơn phần chia sẻ của chị Hà Trinh. Nãy giờ thì em khi mà nghe cái phần chia sẻ của chị Hà Trinh và chị Mai Anh á, thì em có nhớ đến một cái câu của ông Jeff Bezos. Tức là ông nói
tức là founder của Amazon đó, cũng có nói là your brand is what people talk about you when you are not in the room, tức là thương hiệu của bạn là những gì mà người khác nói về bạn khi bạn không có ở đó. Vậy thì bây giờ đi, em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ này và dành cho hai chị nha, và cái này nó chưa có trong kịch bản. Nếu như mà hai chị giới thiệu về bản thân của mình mà không nói về cái công việc hiện tại, không nói bằng nghề nghiệp thì hai chị sẽ giới thiệu như thế nào? Ví dụ đi, là bình thường khi mà mọi người giới thiệu, mọi người sẽ hay nói là à, xin chào mọi người, em là Nguyễn Văn A, em là học sinh trường ABC, hay là em đang làm cái chức vụ này, em đang làm công việc này. Vậy thì với hai chị khi mà không xài cách đó thì chị giới thiệu bản thân mình như thế nào? Không biết là hai chị thì ai là người sẽ chấp nhận cái thử thách này đầu tiên ha? Chị đi, ok. Dạ. Yeah. Yeah. Thật ra thì đúng thật như là MC nói nha. Cho anh nghĩ đi, là mỗi lần mà mình đi interview á, người ta sẽ hỏi mình một câu. Vấn đề không phải là mình trả lời cái gì, mà là tốc độ mình reply nhanh bao nhiêu, để thấy được là mình tự tin với công việc đó bao nhiêu. Thay vì chúng ta giới thiệu cho mọi người mình là Gin Tonic, mình tốt nghiệp từ trường Open University, thì chị sẽ nghĩ các em có một vài cách để giới thiệu thật là thú vị. Thứ nhất, nếu như được miêu tả ba từ về tôi, các bạn hãy nhớ ba từ: đẹp, đọc, sến chẳng hạn. Đó, mình sẽ describe three words about me. Hoặc là chào các bạn, mình là Trinh. Slogan của mình cũng chính là cái câu nói mình rất là thích từ tác giả mình yêu thích là Haruki Murakami. Đó chính là how far you travel, you can get up yourself. Tức là dù cho bạn đi xa đến đâu, bạn cũng không thể nào mà thoát khỏi cái con mắt nhìn của sự chính trực của chính bạn á. Bạn không thể thoát khỏi chính mình đâu. Nên mình nghĩ rằng mình luôn mang trong mình sự tin tưởng với những gì mình có, từ ưu đến khuyết điểm. Rất vui được làm quen với các bạn. Cách thứ ba, chúng ta có thể nói về việc những người bạn nói về mình. Các bạn biết không, mấy đứa bạn của mình thường nói á, mình là một người sống rất là sai, bởi vì khi mà dress code màu trắng thì mình sẽ mặc màu đen, và khi mà mọi người bảo là trang điểm nhẹ thôi thì mình lại trang điểm khá là đậm. Nên mình nghĩ đó là một cái sự mâu thuẫn khá lớn, nhưng mà dần dà bởi vì các bạn ấy nói mình sai nên mình đã cố gắng sửa đổi, và bây giờ mình đã gần đúng hơn khi mà xuất hiện trước đám đông. Cảm ơn các bạn của mình. Mình là Liêu Hà Trinh, các bạn chỉ giáo cho mình nhé. Ok, đó là một cách mình sẽ đem những cái khuyết điểm và những cái lời joke của các bạn mình ra để mà mình hoàn thiện mình hơn. Hoặc là mình cũng có thể dùng rất nhiều những cách khác. Chào các bạn, mình là Liêu Hà Trinh, muốn biết về mình hả? Các bạn Google đi, mình nghĩ trên Google cũng nhiều đấy. Một chút xíu đùa giỡn như vậy, nhưng mà các bạn thấy là có rất nhiều cách để chúng ta có thể giới thiệu về bản thân mình ngắn gọn, nhưng mà nó không nhất thiết là phải chia sẻ thật nhiều về bản thân. Nó chỉ là make fun và làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi gặp mình bởi một cái tốc độ trả lời nhanh thôi. Chị rất là hay mà có cái phần chia sẻ của Trinh, chị chỉ bổ sung thêm một chút xíu thôi. Có thể là vì cái công việc và cái những cái mối quan hệ trong xã hội của chị thì thiên về công việc hơn. Nếu mọi người tham gia một vài cái hoạt động, cái tổ chức business networking, ví dụ như là BNI chẳng hạn, một cái ví dụ rất là cơ bản đó là mỗi thành viên sẽ chỉ có khoảng 30 giây để tự giới thiệu về bản thân mình cũng như là ngành nghề của mình. Đó là một cái bài test rất là ngắn hàng sáng. Mỗi cái một tuần là một buổi sáng thì mọi người sẽ chỉ có khoảng tầm 30 giây cho đến 50 giây để nói về bản thân, giới thiệu về bản thân, làm sao để người ta phải nhớ đến bạn, để nhớ đến ngành nghề kinh doanh của bạn, nhớ về con người cá tính của bạn, để sau khi cái buổi họp đó họ có thể tự đến với mình để hỏi thêm cái thông tin, để require thêm cái information. Thì đó là một trong những cái mà bài tập mà thực ra là những cái người business leader, những người CEO của các doanh nghiệp họ đều phải làm như vậy. Ví dụ như cá nhân chị thì để mà thể hiện hay là để miêu tả chị thì chị cũng sẽ có 3 keyword thôi. Đó là năng lượng, đó là tích cực, đó là sự chính trực. Thì đấy là những cái mà chị luôn luôn muốn truyền tải. Không phải vì mình làm bất cứ cái vị trí nào đâu, mà mình luôn muốn là dù mình có là ai, mình làm vị trí nào, thì mình vẫn luôn muốn là truyền tải cái năng lượng tích cực cho mọi người. Điều đó là hết sức quan trọng. Đó, cái đó thì là cái mà mọi người có thể dễ tiếp cận và dễ nhìn nhận đấy. Và chị hy vọng rằng với cái việc lan tỏa những cái năng lượng và giá trị tích cực đó thì mọi người sẽ nhớ đến mình nhiều hơn. Thì đó, in short lại thì phần của chị sẽ là ngắn gọn như vậy thôi ha. Dạ, em cảm ơn nha chị. Có lẽ thì nãy giờ các bạn cũng sẽ tò mò về một cái câu chuyện là vậy thì chị có thể kể lại hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của chị từ khi là chị còn là sinh viên giống như là nhiều bạn đang ở đây ngày hôm nay, cho đến cái thời điểm hiện tại, và liệu rằng là có cái khoảnh khắc nào mà có những cái bước ngoặt nào trong cuộc sống và sự nghiệp tạo nên cái thương hiệu cá nhân của hai chị như ngày hôm nay hay không? Phần này thì em xin phép được mời chị Mai Anh có thể chia sẻ trước được không ạ? Ok ha.
thì nói thế nào nhỉ, những giống như Trinh lúc nãy nói, chị cũng bản thân chị thì chị cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân đâu. Mình cứ đi thôi, cứ đi ắt sẽ thấy một con đường đó, và mình cảm thấy là à ok, mình cảm thấy comfort với con đường này, mình cảm thấy mình tự tin với con đường này thì mình cứ đi tới thôi, just do it, just go ahead thôi. Chứ cũng không bao giờ có ý định là khi mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường hay là mình mới ra trường mình phải xây dựng định hình cho mình một cái gì đó. Thực sự là cái lúc đấy mình cũng trẻ như các bạn thôi, 18, 20 thì cũng cũng như vậy, nghĩ là học xong sẽ đi làm, sẽ kiếm một công việc mà mình thích hoặc là mình mong ước để có một cái thu nhập có thể trang trải cuộc sống cho mình và cá nhân, cho cá nhân mình cũng như là gia đình. Thì đấy là cái điều, cái nhu cầu rất là đơn giản, và nói thật là đấy là một cái nhu cầu cũng hết sức là gì, basic cho tất cả mọi người, cho tất cả các bạn. Khi mà mình đi đi học á, sinh viên ấy, thì cũng có một cái là gì, mình rất là cũng là thích viết, cũng có một cái sở thích rất là viết, thì khi đó thì mình cũng tham gia những cái câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của trường đại học Ngoại thương chẳng hạn, mình có làm những cái bài tập assignment tiểu luận khóa học và mình đi thực tế nhiều, thì đấy cũng là một cái để mình có thêm những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Và khi mà mình đi làm như thế thôi, thì khi mà mình đi talk với các bạn ấy, mình cũng chia sẻ với mọi người rằng là không yêu nhiều thì làm sao biết yêu ai nhất đó, cái thể đó đúng về 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 nghĩa đen mà nó cũng có thể đúng về nghĩa bóng. Cái nghĩa bóng ở đây mình nói là mình cũng không thể định hướng mình sẽ là con người như thế này, mình sẽ định hình cái phong cách này, nhưng mình thử đi, mình cho mình cơ hội để được thử. Chúng ta là những người trẻ mà, có ai ràng buộc gì đâu, không ai force chúng ta đâu, chúng ta cứ thử đi, mình thử xem trong những cái công việc này, trong những cái lựa chọn này thì đâu là cái mà mình thích nhất, mình yêu nhất và mình cảm thấy là à mình tự tin nhất, mình cảm thấy năng lượng nhất khi mình lựa chọn con đường này. Và đó cũng chính là cái kinh nghiệm của cá nhân chị khi mà chị đi làm. Chị thường là không bao giờ say no cho về bất cứ cái công việc nào cả, không bao giờ chị nói rằng là à không, đấy không phải là việc của em, it's not my duty. Thì đấy là một cái thôi, không nên, mình cứ thử xem, mình take một chance thôi, đúng không ạ? Mình trẻ mà, nên là tội gì mình không thử nghiệm những cái đó. Nếu mà mình cảm thấy hay, cảm thấy thích thú thì mình có thể follow up tiếp. Còn nếu mà mình cảm thấy à it's not my job, nó không phải là cái sự lựa chọn của mình, thì mình có thể tìm một cách nào đó để step away. Nhưng cố gắng nhé, với một cái tinh thần là luôn luôn là trực chiến, luôn luôn là gì, sẵn sàng. Thế cho nên là chính vì cái việc mà mình có nhiều trải nghiệm trong một cái quá trình, và như chị lúc nãy đã nói, không có cái kinh nghiệm nào bắt đầu từ trải nghiệm cả. Phải có trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm. Thất bại cũng là không sao cả. Lựa chọn sai lầm cũng không sao cả. Thậm chí yêu nhầm người cũng không sao cả. Đúng không ạ? Mọi mọi thứ nó đều có cái câu trả lời, có cái lời giải, tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta lựa chọn. Nhưng không có cái gì là chỉ có một con đường này, chỉ có thành công khi nếu mà đến với công việc này, hay là chỉ có thành công khi mà mình đỗ cái trường đại học này, thì điều đấy không đúng. Ai cũng có quyền lựa chọn, và cái lựa chọn của mình là do mình. Có một bạn Minh Anh hỏi là thời gian mình yêu thử một câu hỏi cũng rất hay. Thì chị đã bảo thời gian mình thử yêu một công việc là bao lâu ạ? Mình nên làm gì khi mình thích và hứng thú quá nhiều thứ, khi tiếp xúc được một thời gian thì bỗng dưng lại chán. Như chị nói á, not for everyone, không có cái gì là làm cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Bây giờ mình thử yêu công việc hay là yêu một người bạn trai, một người bạn gái, cũng không có cái thời gian nào là nhất định là phải là 3 tháng hay 6 tháng hay là 1 năm, nó không có cái điều đó. Mà chỉ có em, những người mình là cuộc người người trong cuộc á, thì mình mới hiểu được thế nào là đủ, thế nào là cái thời gian đủ dài thì mình cảm thấy gắn bó, mình thực sự muốn gắn bó hay không, đúng không ạ? Hay là mình muốn step away, mình có muốn hang out cùng với nhau nữa không trong một mối quan hệ. Thì cái thời gian đó là do những cái người trong cuộc, chứ cá nhân chị thì chị cũng không thể chia sẻ là bao lâu thì mình có thể là say goodbye, còn có thể là say continue, đúng không ạ? Thế và đây còn bạn nữa là bạn Bá Minh Hoàng, còn mình yêu thử bao nhiêu người thì mình mới biết được ạ. Chắc là tối thứ bảy nên mình tâm sự một chút xíu về chuyện tình yêu để cho nó thêm lãng mạn ha. Tí xíu để em chia sẻ cái này cho chị Mai. Đây cái này là chị phải thật sự là chị phải chia sẻ với em. Dù là cái câu trả lời của chị không liên quan, nhưng mà hy vọng em hiểu cái câu trả lời của chị trong cái việc này ha. Là chị rất thích nấu bánh flan. Và chị đã nấu thành công một vài lần với nhiều cách khác nhau và rất nhiều công thức khác nhau, từ công thức TikTok cho đến công thức của YouTube. Công thức Instagram, mỗi người đều hướng dẫn một cách khác nhau, và chị đều thử, nào là nấu bằng nồi cơm điện, nấu bằng lò vi sóng, nấu bằng cái nồi áp suất gì đó, và chị đã thành công nhất là trong ngày hôm qua, khi mà chị nấu không có bị rỗ gì hết, rất là mịn. Nhưng cuối cùng chị lại tiếp tục muốn thử thêm một lần nữa, xem là bây giờ nếu mình đánh bằng tay rất là mịn rồi, mình đánh bằng máy thì có tiện hơn không.
Thế là chị mới đánh bằng máy. Và em có thể tưởng tượng được không, lúc mà ra cái bánh nó cũng y như công thức cũ, chỉ là thay bằng đánh bằng máy thôi. Nó rỗ như mặt trăng vậy đó. Và chị rất là buồn. Nhưng mà sau khi chị ngồi chị suy nghĩ là hư mất một bể bánh, chị mới phát hiện ra tại sao mà mình không cứ làm theo cách cũ cho nó hoàn hảo, mình không yêu theo cách cũ cho nó hoàn hảo, mà mình đi tìm tiếp một cái công thức mới hoàn hảo hơn để làm cái gì. Bây giờ nó sao hư nguyên một cái nồi bánh rang, nó rỗ không. Và chị nhận ra một điều, chị mới tự trấn an chính mình, và chị thấy nó cũng là một cái bài học cho tình yêu, cho tất cả các chuyện khác như là personal branding luôn. Để chị tự dặn mình là trên là lần sau bạn cứ việc thử tiếp những cái công thức khác, vì chúng tôi tin là cái cách mà làm bánh lăng này nó là vô hạn, nó còn có nhiều cách thú vị hơn. Và bạn đã học được những cái công thức để thành công rồi, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là hãy học thêm những công thức chắc chắn sẽ thất bại. Ví dụ như đánh bằng mấy bánh trứng thì sẽ ra rổ, một rổ luôn. Và hãy thu thập càng nhiều công thức để thất bại càng tốt một cách nghiêm túc nha. Là em yêu một người, em chưa chắc là người đó là người tốt nhất đâu, nhưng hãy tìm những đứa khác để chắc chắn đứa này là mình sẽ fail liền. Đó, mình phải gặp một người hoàn hảo ư? Gì đó thì chưa chắc. Nhưng mà khi gặp một bạn ở dơ, một bạn nói dối, một bạn lăng nhăng, thì em sẽ dần dần biết được cá tính của mình sẽ không bao giờ gặp lại và không bao giờ cho phép mình yêu một người lăng nhăng, ở dơ hay nói dối nữa. Nha, yeah. Chúng không đi tìm công thức thành công, chúng ta đi tìm công thức để chắc chắn mình sẽ thất bại. Né nó. Cái ý này thì giống như cái cuốn sách mà nãy chị Trinh có share là trong em thì có mi, trong mi thì có em đó. Nếu như mà yeah. mình mirroring cái cách mà em mình nhìn người khác thì em. Nó cũng chính là mình đúng không ạ? Yep. Thế chị Trinh có muốn chia sẻ thêm một chút về câu chuyện của chị khi mà từ hồi còn là sinh viên đến bây giờ thì chị xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào? Chị nghĩ là cái con người của chị hiện tại nó không phải là 100% là chị đâu, và nó cũng chưa phải là một cái phiên bản cuối cùng đâu. Chị Mỹ Anh sẽ hiểu được điều này rất là rõ, bởi vì chúng ta thay đổi từng ngày trên từng tế bào, mà cứ 7 năm mình lại thay đổi một lần. Biết đâu khi gặp lại 7 năm sau thì chị là một vlogger về family với mấy đứa con chạy bên cạnh, mà chị sẽ chia sẻ về cách là nấu ăn dặm. Mỗi người sẽ có một cái hành trình, quan trọng là mình enjoy cái hành trình này như thế nào. Chị rất là hạnh phúc vì hành trình sinh viên của chị được cống hiến cho những cái hoạt động mà chị yêu thích, về thiện nguyện hay là về nghệ thuật. Chị rất là cảm thấy cảm kích bản thân mình năm 25 tới 30 tuổi, thích viết ngôn tình, thích viết thơ. Và chị cũng sẽ có cái hành trình tương tự từ năm 30 đến năm 40 nếu chị thích là một producer và một biên kịch phim. Và sau 40 tuổi nếu chị muốn là một người trồng cây ở trên Đà Lạt và nuôi mấy đứa con, sau đó quay vlog về chuyện làm sao để trồng cây và nuôi chó tốt, thì chị vẫn hạnh phúc và cảm kích vì mình đã chọn cái con đường mà mình thật sự thích, chứ không phải là để xây dựng một cái hình ảnh mà xã hội sẽ thích. Nên là chị tin rằng là chúng ta không thể dùng một cái công thức, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng là mỗi người đều đang làm cái công việc họ thích nhất, như Ben Vâu vừa quét rác vừa hát rap. Và người ta biết đến ảnh bởi vì ảnh vẫn, nếu ảnh trở lại là một người quét rác, ảnh vẫn sẽ hát rap. Hay là dù cho Bùi á, ở nhà mùa dịch đó, có đi fashion show hay không, trong cổ vẫn gorgeous, vẫn rực rỡ như thường. Là bạn có được trông thấy hay không được trông thấy, bạn vẫn là bạn á, thì nó mới là một cái hành trình thật sự của authenticity, của legacy. Cần phải chia sẻ vì mình phải có em bé thì mình mới đẻ được, đúng không? Thì mình phải có cái gì đó bên trong thì mình mới chia sẻ với mọi người được. Nên là cái kinh nghiệm của chị từ nhỏ đến lớn là hãy thật sự làm cái điều mà em bị ngứa ngáy á, em trăn trở đó, em tức á. Chị cảm thấy là trời ơi, cái câu chuyện này nó buồn quá mà sao không ai nói gì, mình phải nói bằng thơ mới được. Là đó, chị ngứa ngáy, chị cảm thấy không có chịu ngồi yên nếu mà không giải quyết nó. Giống như em cảm thấy là trời ơi tức quá, tại sao nhựa xả rác nhiều như vậy mà không ai giải quyết vậy. Mình phải đứng lên vì cộng đồng, mình phải làm một cái group bảo vệ môi trường. Và yeah, đó là cái câu trả lời của em. Hoặc em nói là trời ơi sao mà Việt Nam mặc đồ xấu quá vậy, em phải đứng lên vì giới trẻ. Em sẽ bắt đầu thiết kế một cái brand mới vừa rẻ mà lại rất là casual và rất là đẹp. Ok, đó là câu trả lời của em. Vậy thì chị không thể nói là em ơi hãy viết sách đi để xây dựng thương hiệu, mà là em ơi em ngứa chỗ nào, em gãi ở chỗ đó đi. Thì cái chỗ đó chính là cái chỗ mà tụi chị sẽ rất là hãnh diện để sau này nhìn em và nói oh, xin chào nhà khởi nghiệp mới, xin chào nhà lãnh đạo, các bạn chính là cái biểu tượng mới của Gen Z. Wow, chị rất là chờ mong cái ngày đó khi các em đã tìm ra được cái nỗi trăn trở khó ngủ của mình mỗi đêm ngay giai đoạn này và giải quyết nó bằng những cái hành động hiện tại, chứ không phải ngồi hay chắc có người làm xong rồi, có người làm trước mình rồi, mình bắt chước quá. Không, you got your way, mình sẽ có một cái cách của mình làm cái chuyện đó khác. Đó là kinh nghiệm của chị thôi. Bật mic, mic, mic. Dạ, cảm ơn. Nãy giờ trong cái câu chuyện của chúng ta thì chúng ta nhắc tới rất nhiều về cái keyword là be yourself.
tức là không cần phải theo một cái hình mẫu nào cả. Vậy thì chị có nghĩ gì về một cái quan điểm theo hướng ngược lại không? Tức là nếu như mà mình bắt đầu đi tìm cho mình một cái hình mẫu lý tưởng, một cái role model để mình bước đầu học hỏi, thì chị có suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Hay là như bạn Huyền Trâm có chia sẻ ở trong phần câu hỏi đó, bạn hỏi là chị có bao giờ bị ảnh hưởng bởi những tác giả mà mình yêu thích không? Tại vì đôi lúc là bạn viết tác phẩm thì bạn lại cảm thấy mình như là đạo văn. Thì chị nghĩ sao về cái chuyện là cân bằng một cái là be yourself và một cái là tìm hiểu những cái hình mẫu để mình tham khảo? Yeah. Wow, đây là một câu hỏi thú vị đấy. Ôi, chị yêu Haruki Murakami, chị yêu Nguyễn Nhật Ánh, yeah, chị yêu Furuzawa, nhưng mà làm sao mà chị viết được như Nguyễn Nhật Ánh, Haruki Murakami? Bây giờ nếu mà ai đã bảo chị đạo văn, chị nói xấu, hạnh phúc quá. Vậy tôi viết được cái trình đó rồi đấy à, tôi viết gần được bằng sư phụ của tôi rồi đấy à. Ai cũng sẽ có những hình mẫu mà mình rất là khao khát trở thành. Ai cũng muốn bước chân vào nghề dẫn chương trình và sẽ được linh hoạt, nhanh Trấn Thành. Nhưng nếu một ngày nào đó người ta nói là ô, cái phong cách dẫn của bạn rất thú vị đấy, rất là giống Trấn Thành, thật ra bạn khoan đau khổ đó, bạn hãy hạnh phúc trước. Là ít ra mình đã rất là gần với cái hình mẫu mà mình hướng tới rồi. Nhưng mà có một điều này là khi mà mình bắt chước ai đó quá lâu á, có thể mình sẽ biến thành họ. Giống như mình đeo một cái mặt nạ quá lâu thì nó thành cái mặt của mình luôn, là cái chuyện hiển nhiên. Vậy thì mình có thể học hỏi, thanh lọc, sàng lọc lại những cái yếu tố mà mình cảm thấy thích ở một người. Và mình cũng phải chấp nhận một điều là thần tượng của mình cũng có những khiếm khuyết. Ví dụ như Haruki đã viết quá nhiều về tự tử và cái chết, khiến cho chị sợ hãi về tính mạng của giới trẻ. Chị sẽ không làm điều đó trong văn của chị. Chị sẽ không để cho mọi người cảm thấy cuộc sống này dễ dàng để thoát ly bằng cái chết như vậy. Chị sẽ viết về sự bình an và giải thoát bằng cái tình yêu thương mà chị học được ở làng Mai và sư ông Thích Nhất Hạnh, vì sư ông cũng là thần tượng của chị. Và chị sẽ viết những cái sự lãng mạn không theo kiểu của Nhật hay New York, mà theo kiểu lãng mạn của Việt Nam, của Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh, bởi vì những người đó cũng là thần tượng của chị. Vậy thì chúng ta được quyền chắt lọc những cái hạt đậu tốt, những cái tinh túy của những người mà mình yêu mến, để có thể là một cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho cái mầm cây mà mình đang chọn từ đầu. Cái nguyên bản của mình nó cũng cần cái sự chăm dưỡng, những cái chất vun bón từ cây trồng, từ phân bón. Giống như là chị rất là yêu thích cái phong cách thời trang của chị Ly Lam. Nhà thiết kế Ly Lam rất là lãng mạn, rất là đẹp. Nhưng mà chị nói là chị Ly Lam à, đây có phải là hình ảnh cuối cùng của chị, là cái đích đến cuối cùng của hình tượng không? Chị lắm không? Đây chỉ mới là một nửa con đường chị đi trên đời, chị mới có bốn mấy tuổi, chị muốn tiếp tục để xem mình là ai. Mà chị không ngừng thiền, tập yoga, tiếp tục sáng tác, yêu cái đẹp, nhảy múa, ca hát. Và chị rất là thần tượng bởi vì chị ấy đã sống một cuộc đời, chứ chị ấy không có diễn một cuộc đời. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta thích cái cách sống của một ai đó, bạn hãy học hỏi cách sống của họ, chứ không phải là cái sản phẩm của họ. Bởi vì cái tư duy và cách sống của họ đã tạo ra sản phẩm của họ. Và học hỏi một cái lối sống đẹp, một cái lối sống thú vị và bình an, hoặc là một lối sống truyền cảm hứng thì có gì là sai chứ. Chỉ là đừng copy sản phẩm của họ thôi. Dạ. Vậy thì em cũng hơi tò mò là nếu như mà cái câu chuyện thực tế hơn á, qua chia sẻ như chị Mai Anh đi. Chị Mai Anh thì là một người mentor của chương trình Give It Back và cũng có trao đổi cùng với một số bạn mentee. Thì trong cái câu chuyện của các bạn mentee khi mà chia sẻ trên hành trình các bạn phát triển và cái chuyện role model á, làm cách nào để chị chia sẻ với các bạn, chị Mai Anh có thể share thêm về vấn đề này được không? Okay, chị cũng đang định là sẽ chia sẻ thêm một cái phần mà mọi người nói liệu là be yourself, be your version là một cái hình mẫu, là follow một cái model nào đấy, nó có mâu thuẫn với nhau không? Thực ra nó không có gì mâu thuẫn cả. Mọi người hình dung nhé, ví dụ chị là một người bà mẹ gần 40 tuổi rồi và có hai em bé. Và khi mà trẻ con á, khi mà mình hướng dẫn, mình giáo dục trẻ con một cách rất là đơn giản thôi, chúng trẻ nhỏ nó sẽ copy lại những cái hành vi của mình, những cái thói quen của mình. Cái điều đó là cái điều vô thức. Đó. Mình hoàn toàn có thể học follow một cái hình tượng, một cái mẫu người nào đó mà mình cảm thấy mình hâm mộ, mình ngưỡng mộ họ. Điều đấy không có gì sai cả. Giống như một trẻ con đó, khi trước khi mà nó trưởng thành, nó có thể biết thêm những kỹ năng khác thì nó phải copy đã. Cái việc đấy nó không có cái gì sai. Nên mà đừng nghĩ rằng là cái gì nó ghê gớm to tát là việc của chị hay chị đạo văn. Thì nữa chị sẽ nói thêm cái phần này. Nhưng như là một đứa trẻ nó sẽ copy những hành vi của mình. Nhưng sau đó thì sao? Tất cả mọi đứa trẻ thì đều có thể có cái tính sáng tạo của riêng mình. Thế cho nên là không bao giờ có sự bị lẫn lộn ở đâu có cả.
Cho dù cái hành vi ban đầu là copy cái cách thức những cái hành vi của người lớn, nhưng thông qua những cái tư duy của trẻ con thì mọi thứ nó cũng sẽ biến đổi, không có gì là giống nhau 100% cả. Hay là như bạn người chăm con chia sẻ, khi mà bạn đọc nhiều bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều những cái cách viết của người khác, và khi mà bạn viết ra thì bạn nghĩ là đạo văn. Thì chị xin tặng người chăm một cái câu nói này, là câu tiếng Anh, đó là gì ạ? Good artists they copy, great artists they steal. Và tiếng Việt có nghĩa là gì? Những cái nghệ sĩ giỏi thì họ copy, họ có thể vẽ lại cái bức tranh đó, nhưng những người nghệ sĩ tài năng thì họ steal. Steal ở đây mình đọc chữ trong ngoặc kép nhé, tức là gì? Họ có thể copy, nhưng họ biến cái copy đó, cái phiên bản copy đó là của mình, mang dấu ấn của mình, chứ không phải mình copy mình bên nguyên. Là thực ra hai những chị em mà sinh đôi thì bao giờ cũng không phải giống nhau hoàn toàn đâu, cũng có cái này và cái khác, không bao giờ. Như chúng ta cũng thấy không ai tắm xong hai lần trong một dòng sông cả, cho nên là không bao giờ cũng sẽ copy 100%. Mình copy thế nào, mình có được những cái ý kiến giống như Trinh có nói, mình nhặt những hạt đậu tốt đẹp, những hạt giống tốt đẹp, và mình hoàn thiện nó, mình phát triển nó để biến nó là những gì đó của mình mà chỉ mình mới có được đó. Thì đấy là một cái câu thành ngữ của tiếng Anh, và chị thấy nó cũng rất là đúng trong cái việc này. Vậy nên là đối với Huyền Trâm nhé, mình cứ biết đi, em cứ biết đi, em cứ trải nghiệm. Nếu mà em có yêu thích một cái tác giả nào đó thì vẫn cứ biết, bạn yên tâm, nó không chỉ đạo văn đâu mà phải mất hứng nhé, cố gắng nhé, không có gì mất hứng cả. Mình học hỏi lẫn nhau, mình giao lưu, mình học hỏi, và mình đúc rút ra những cái kinh nghiệm, mình sẽ chia sẻ, và như vậy thì nó là những cái tốt chứ không phải là xấu. Nên là đừng nghĩ là copy là cái gì đó nó không hay đó, nhưng từ cái việc mà mình học, mình có được những cái kinh nghiệm của người đi trước, và mình tạo ra một cái phiên bản riêng mình, thì điều đấy không có gì là sai cả, mà nó thực sự là nó lại mang được dấu ấn cá nhân của mọi người. Thấy mọi người giải là chị nói là bị dè rồi à? Có bị dè không mọi người? Chị không hiểu ra sao bình thường à? Có bị dè không ạ? Cái phần đó thì lại hơi dè à? Ok, để chị thử lại ha. Alo, có nghe không mọi người? Dạ bây giờ thì lại được rồi. Ờ ok, không hiểu sao cái lúc bỏ mic thì dè, xong rồi lúc đeo mic vào lại ok. Hay ha. Ờ ok. Đấy thì chị sẽ bổ sung thêm cái phần đó. Nhớ nhá, không có cái gì là cảm thấy mất hứng hay là khi mà mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Nên là cố gắng mình chắt lọc, chọn lựa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái tinh túy của người khác để tạo nên một cái version cho riêng mình. Đấy là cách học nhanh nhất đấy. Vì và quan trọng là đọc một cuốn sách cũng thế thôi, ai cũng thế, ai cũng muốn là tìm cái trải nghiệm cho chính mình, nhưng mình đọc trải nghiệm của người khác để mình rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân, còn bản thân mình phải đi tìm cái trải nghiệm cho chính mình. Đấy là cũng là một phần mà chị chia sẻ trong cái cuốn sách của chị, luôn luôn học trải nghiệm từ người khác và tìm trải nghiệm cho chính mình. Dạ em cảm ơn phần chia sẻ của chị. Có lẽ là bây giờ mình sẽ đi qua một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, là câu hỏi mà em đã nhận được từ khi mà các bạn đăng ký, form đăng ký đó. Sau đó thì các bạn nếu như mà còn câu hỏi gì, mọi người có thể type ở trên cái phần box chat này ha. Nếu như mà còn kịp thời gian thì hai chị sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ thì cũng đã khá là trễ rồi. Dạ thì em có nhận được một cái câu hỏi như thế này, về việc là xây dựng thương hiệu cá nhân cho những người hướng nội và rụt rè. Tức là bạn có nhiều cái rào cản tâm lý, và làm sao để mình vượt qua được những cái rào cản tâm lý đó, hay là làm sao để không bị hiểu lầm rằng là cái bạn này đang khoe mẽ, và làm sao để mình thể hiện được cái cá tính nhưng mà mình không quá khác biệt hay là không bị cô lập so với mọi người. Thì không biết là suy nghĩ của hai chị về vấn đề này như thế nào ha. Em mời chị Hà Trinh có thể chia sẻ chút xíu được không? À, chị hả? Ok. Yeah. Chị đang suy nghĩ tới Facebook mà chị rất là thích, đó là của anh Hữu Trí. Anh đó là một chuyên gia tâm lý. Anh hay chia sẻ ngồi trước cái màn hình thế này. Ông sống ở nước ngoài và ông hay chia sẻ là hôm nay sẽ cho các em lời khuyên về việc nhận ra đứa trẻ bị tổn thương ở trong mình như thế nào và những cách vượt qua nó. Thì chị thích ngồi coi cái đó lắm. Vậy bởi vì chị nhận ra là đôi khi mình có thể đi khuyên người ta nhưng mà mình rất là cần cái lời khuyên từ người khác. Nên là mình nghe ảnh. Thế là có một ngày ảnh nói về cái chủ đề đứa trẻ hướng nội và hướng ngoại. Thì mình cũng đinh ninh là cái anh này ảnh nói giỏi như vậy, ảnh còn là một diễn giả, thì ảnh sẽ là một cái người hướng ngoại. Sau đó mới phát hiện ra ảnh là một đứa trẻ bị bắt nạt từ nhỏ, xong đi du học cũng bị bắt nạt và ảnh không thể hòa nhập được với cộng đồng. Anh Nguyễn Hữu Trí là một người hướng nội 100%.
và ảnh rất là kiệt quệ và quẫy đạp để trở thành một người hướng ngoại. Sau đó sau khi tập luyện, cố gắng học hỏi, ảnh đã thành công, nhưng mà ảnh không thể sống với cái vỏ bọc hướng ngoại đó liên tục. Và ảnh bị kiệt quệ khi mà ảnh bị trầm cảm luôn, khi mà ảnh phải cố gắng trở thành một cái người luôn luôn giao tiếp với nhiều ngàn người, không cho mình một cái khoảng không gian riêng. Và cuối cùng ảnh quay trở lại chấp nhận bản thân mình là à, mình chỉ là một đứa trẻ hướng nội đội lốt, một đứa trẻ hướng ngoại mà thôi. Và mình sẽ về sống đúng với mình, là mình sẽ cho mình nhiều thời gian hơn khi cần thiết để relax lại, để fulfill lại cái năng lượng của mình, và mình sẽ chia sẻ những cái giá trị của mình cho mọi người. Nên là tất cả mọi người sẽ đón nhận được cái năng lượng của mình khi mà mình dư. Còn lại thì mình sẽ bảo vệ đứa trẻ bên trong mình bằng cách là mình giữ lại cái năng lượng đó. Và chị tìm ra cái câu trả lời cho bạn, đó là nếu bạn giống như Trinh, Trinh là đứa trẻ hướng nội nhé, mà nói rất là nhiều, nó chỉ nói khi nó có công việc thôi, còn không nó sẽ im lặng và thích ở nhà và thích đọc sách, thích tưới cây, không thích giao du với người ngoài. À, một tháng trời chị ở nhà cũng được và chị không nói chuyện với con người cũng được, chị sẽ thích coi phim và ở một mình. Vậy thì những đứa trẻ hướng nội đội lốt hướng ngoại có khả năng giao tiếp rất tốt, nhưng cái môi trường lý tưởng nhất cho người hướng nội đó là sống đúng với những sở thích và cái không gian tĩnh lặng của tâm hồn mình, để tìm ra cái suối nguồn của mình ở trong trái tim mình. Và nếu như em đang xây dựng một cái thương hiệu cá nhân ở bên ngoài, một cái vỏ bọc của hướng nội, không có gì sai, giống như anh Trí và chị thôi, mình chỉ xây dựng cái hình tượng để mình cống hiến cho mọi người và mang cái hình tượng đó đóng góp cho những đối tượng cần thiết, phù hợp, mang lại giá trị cho họ. Và cái thời gian nó có không đến, chiếm đến 100% thời gian toàn phần của em, đúng không? Để là con người, để cho mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những giá trị. Và con người của riêng em đều có thể là hai con người hoàn toàn tách biệt. Em không có ai bắt em 100% con người của em phải cống hiến cho xã hội hết. Ai cũng có một cái góc riêng của mình. Em có thể cống hiến, ok, 5%, 6% cho xã hội, nhưng giữ lại 4% để em fulfill lại năng lượng. Giống anh Trí, anh cũng cần nghỉ ngơi, cùng thở, có thể thoải mái nằm xả lai ra mà không cần phải lo nói chuyện trước đám đông, mặc cái bộ suit đi đâu và phải làm những cái topic gì để mà giao lưu với lại các bạn nữa. Và mỗi người chúng ta cần nên sống thật với đứa trẻ ở bên trong của mình một khoảng thời gian nhất định nào đó, để mà mình còn có năng lượng mình chia sẻ với mọi người nữa. Nên việc này không có phải là mâu thuẫn đâu, nó là điều rất là tự nhiên. Và nếu mà là đứa trẻ hướng nội thì càng tuyệt vời, bởi vì nó sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. À, cá nhân chị thì chị cũng bổ sung thêm một chút xíu thôi, tại vì chị biết là chương trình cũng không còn nhiều thời gian. Thì thực ra như mọi người thấy, công việc của chị chính là công việc kinh doanh, công việc làm quảng truyền thông báo chí. Thì đây là một trong những ngành mà rất là năng động, cần phải giao lưu, cũng phải gặp gỡ rất là nhiều, đi nhiều sự kiện. Thế nhưng mà hỏi chị có thích không thì thành thật mà nói là chị không thích. Công việc bắt chị phải như vậy. Đôi khi chị cũng là một con người cũng không có quá nhiều nhu cầu, và cũng muốn là gì, sống đúng với bản thân của mình. Mình thích công việc là gì, ví dụ như ở nhà chăm cây, cắm hoa, vẽ tranh. Mọi người nếu mà có follow cái Facebook cá nhân của chị cũng sẽ thấy là đôi khi các anh chị, bạn bè, đối tác bảo đôi khi em không phải là người kinh doanh, business woman mà cảm thấy là giống như kiểu nữ nghệ sĩ thì nhiều hơn. Nhưng thực ra đấy là một cách mình balance cuộc sống của bản thân thôi. Cái phần mà ai cũng vậy, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, điều đấy là thực tế rồi. Mình cũng không thể là phiêu quá, mình cũng không thể là bay quá, bởi vì mình cũng có gia đình để trang trải, mình cũng phải lo cho con cái, điều đấy là tất nhiên. Và mình và cái công việc của mình nữa, là đôi khi người ta công việc nó cũng buộc mình phải làm như vậy. Có thể mình không thích nhưng mình vẫn phải làm, và điều đó nghĩa là mình vẫn có thể làm tốt, chứ không phải là vì mình không thích mà mình không làm được. Thế nhưng mà ngược lại, giống như vậy, khi mà mình trở về nhà, mình khỏi cái công việc, khỏi cái guồng quay của công việc, thì mình hoàn toàn có thể sống với cái bản năng của mình, những cái sở thích của mình ấy. Thậm chí là như chị nói là lúc ban đầu á, cái người mà mình đối chọn nhiều nhất không phải là đối tác, không phải là đồng nghiệp, không phải là cấp trên, mà chính là bản thân mình đấy. Mình đối thoại, độc thoại, mình nói chuyện với bản thân mình, và chính như vậy thì mình cũng mới tìm ra được những cái giá trị đích thực, hay là cái suối nguồn, những cái đứa trẻ bên trong của mình, để mình có thể xây dựng và bồi đắp nó nhiều hơn thôi. Nhưng cá nhân chị thì đấy, chị cũng phải chia sẻ thực tế là có thể mọi người hay chị thấy chị ở sự kiện hay giao lưu hay lên trên báo, thực ra là cá nhân chị cũng không phải là người muốn điều đó hay là hướng ngoại, mà công việc bắt mình phải làm như vậy. Nhưng một mặt ở khía cạnh nào đó, mình cũng phải là tìm đấy gì, tìm cái giá trị của bản thân mình để mình balance cuộc sống. Không phải lúc nào mình cũng lung linh ở trên sân khấu, trên spotlight giống như Hà Trinh chẳng hạn. Nhưng cuộc sống ở bên ngoài mình cũng có những cái thực tại chứ. Đâu phải lúc nào mình cũng ở trên sân khấu big stage rồi mình có những cái ánh đèn, hào quang, ánh sáng. Nhưng cái sắc màu đó chỉ là một phần thôi. Và thường thì mọi người sẽ thấy là đó chỉ là 20% trong những cái gì hiển thị trong cái cuộc sống hàng ngày. 80% còn lại là những cái tảng băng ở phía dưới mà mình phải đối mặt để hàng ngày.
Cho nên là cũng là một cái lời nhắn nhủ với các bạn trẻ hôm nay là đừng đam mê, đừng hoài tưởng hay là theo đuổi những cái hình mẫu rất là lung linh ở trên sân khấu, ở trên không gian mạng. Bởi vì thực tế ai cũng phải có con người thực của mình, sẽ phải đối mặt những cái khó khăn, những cái thách thức cho cá nhân, cho gia đình của mình. Và chúng ta cảm thấy mạnh mẽ, chúng ta cảm thấy năng lượng tích cực, đó là chúng ta phải yêu được cái 80% này, 80% tảng băng mà người ngoài không nhìn thấy, chỉ mới nhìn thấy 20% lung linh ở phía trước mặt thôi nhá. Nên là ai cũng thế thôi, cũng đều phải có những cái balance đối với cá nhân mình hết cả. Đấy là phần chị bổ sung thêm. Vậy thì có một cái câu hỏi cuối cùng này của một số bạn ở trong team Give It Back cũng đang muốn hỏi là chị nghĩ như thế nào về cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân song song với việc là lan tỏa giá trị cộng đồng giống như là Give It Back đang làm ở đây, và theo chị thì cái suy nghĩ của chị như thế nào về cái hành trình mà hai chị đang cùng tham gia cùng với Give It Back cùng lan tỏa những cái giá trị như thế này? Chắc là cho chị xin xung phong trả lời trước ha, bởi vì cũng thông qua một cái người bạn ở trên không gian mạng thôi được kết nối thì chị biết đến chương trình Give It Back của Little Change vào cái mùa 3 là năm ngoái. Thì chị cũng rất là với cái tinh thần là volunteer là thôi, một người tình nguyện viên, mình muốn tham gia, mình muốn chia sẻ, mình muốn cho đi, đúng không ạ? Mình phải có tinh thần cho đi đã thì mình mới tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng. Thì khi mà tham gia vào Give It Back thì chị cũng có cơ hội có thể là chia sẻ những cái suy nghĩ của mình hay là giúp các bạn có được những cái nhìn nhận một cách khách quan hơn, bởi vì đôi khi người trong cuộc sẽ có những cái suy nghĩ nó không chưa được thấu đáo, thì mình là người ngoài cuộc thì mình có thể chia sẻ. Và cũng rất là may mắn là chị cũng đã được làm mentor cho 3 bạn ở trong chương trình của Give It Back mùa thứ 3. Thì chị thấy rằng là đó, như chị chia sẻ, cái bản sắc hay là cái thương hiệu cá nhân, nếu mà mình chỉ giữ cho riêng mình thì nó không có giá trị. Mình phải biết lan tỏa, mình chia sẻ nó đối với cộng đồng. Và đấy là cũng là một cái mục đích mà chị tham gia chương trình Give It Back. Và hy vọng rằng sau cái buổi talk này, những cái bạn trẻ ở cái lứa tuổi 18 đến 22 trong cái thời gian tới, nếu như các bạn có điều kiện, hãy cố gắng nhé, tham gia nhiều các hoạt động xã hội cộng đồng hơn. Có thể là online mà cũng có thể là offline. Vì sức người mà mỗi người góp một sức nhỏ bé, mỗi người góp một tay thôi cũng sẽ tạo nên những cái giá trị nhất định cho cộng đồng và cho xã hội. Thì đúng là một cái phần chị cũng rất là muốn cảm ơn đơn vị tổ chức, các bạn đã giúp cho hai chị có được cơ hội để tiếp cận và cũng như truyền chia sẻ lại những cái năng lượng tích cực hay là những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm mà bọn chị có cho các bạn. Và biết đâu sau này những cái bạn tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay cũng sẽ trở thành những người presenter, những người speaker, mentor cho các bạn thế hệ trẻ hơn, để chúng ta cứ tiếp nối để tạo dựng những cái layer khác nhau cho mỗi thế hệ. Dạ vậy còn chị Trinh thì sao ạ? Chị Trinh thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Mai Anh nè, xong rồi Trang Anh, rồi các bạn ở trong team Give It Back, các bạn thuộc Gen Z 19 đôi mươi thôi. Nhưng mà hãy nhìn những cái chuẩn bị rất là chu đáo này, từ cái background, từ mọi thứ. Trước khi cái câu chuyện này nó diễn ra thì các bạn đã chuẩn bị cả một năm trời rồi. Và trước khi năm nay thì các bạn cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi. Đây là một sợi chỉ đỏ mà chỉ cần chạm vào thì chúng ta lập tức biết được sứ mệnh của mình ở đâu. Trinh bị ấn tượng bởi Give It Back là không chỉ là hoạt động cộng đồng, vì hoạt động cộng đồng nhiều lắm. Có nơi thì sẽ cứu động vật hoang dã, có nơi thì sẽ giúp đỡ bảo vệ môi trường xanh, có nơi thì sẽ dạy học và phục vụ công tác giáo dục. Nhưng mà Give Back làm á, là đánh vào trong cái niềm đam mê của chị là sách. Thì chị nghĩ là cái điều cuốn hút chị và chị thấy nó là định mệnh của đời chị, là nó có thư viện ước mơ á. Thì chị nghĩ rằng là ôi, từ nhỏ lớn mình đều mơ ước là sau này mình sẽ có thể xây được thật nhiều cái thư viện cho mấy em nhỏ. Tại vì người ta nói là mình cho tiền, cho bạc hay cho đồ ăn thì xài cũng hết. Nhưng mà nếu như mà các em vô tình đọc một cuốn sách hay, ví dụ như là Hoàng tử bé đi, hay là cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, bỗng nhiên trong lòng các em nao núng và ôi, tôi cũng muốn trở thành một người được phiêu lưu khắp thế giới như vậy, cũng muốn thành người tốt như vậy. Vậy là chúng ta đã vô tình lan tỏa được cái ngọn lửa bất diệt của tri thức, của sự ham học hỏi và của cái lòng cầu tiến được thấy thế giới tươi đẹp biết bao nhiêu cho các bạn nhỏ. Và chỉ cần một cái điều, một cái chạm nhỏ như cách mà chị 6 tuổi chị chạm vào cái quyển sách 1001 đêm thôi, tạo thành chị bây giờ. Và chị tin những đứa bé 6-7 tuổi không có điều kiện để đọc những cuốn sách hay, chỉ cần chạm vào những quyển sách đó, cuộc sống của các bé sẽ thay đổi. Và chúng ta sẽ là những người có phần làm những điều đó. Có thể ban đầu chỉ là 1-2-3 cái thư viện, nhưng mà biết đâu khi mà chúng ta cùng nhau làm, chia sẻ những, lan tỏa những thông điệp này á,
thì Repack lớn mạnh hơn. Và chúng ta sẽ có thật nhiều những cái thư viện khác, thật nhiều các bạn nhỏ sẽ được thay đổi cuộc đời dựa trên những quyển sách bé bé này. Cảm ơn Repack. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của chị. Ở đây thì có một nhân vật rất là đặc biệt đang giơ tay, đó là anh Huỳnh Công Thắng, là founder của tổ chức Give It Back. Dạ, em mời anh Thắng. Anh Thắng có thể mở mic rồi chia sẻ cùng với các bạn trong call hôm nay một chút xíu được không ạ? Chào chị Mai Anh, chào Hà Trinh, thank you Trang Anh. Thì thực sự là nói sao ta, khi mà Trinh chia sẻ về thư viện ước mơ thì nó làm cho anh phải bày vô, tại anh phải giải thích lại. Dạ, lý do mà anh lập Give It Back á, là nó giống như cái buổi tối hôm nay nè, anh đang đi dạo ngoài đường và anh mở mic ra, quá trời người nhìn luôn. Mở phone cho mọi người nghe. Và khi mà anh đang ở công viên này thì lý do mà Give It Back được thành lập đó là cách mà anh dạy người trẻ hành vi có trách nhiệm, và thông qua đó thì mình giúp những cái người mà họ yếu thế hơn. Thì đợt một á, mình giúp cô chú lao động ngoài đường. Đợt hai á, là mình giúp những cái đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Thì đợt này á, là mình nghĩ tới những đứa trẻ, mình nghĩ tới những cái bạn trẻ mà tiếp cận tới những cuốn sách, tiếp cận tới những thư viện ở miền Tây, nên mình mới làm. Thì thực sự á, là Thắng đang muốn làm hai thứ. Một á, là dạy người trẻ. Hai á, là giúp những cái người mà yếu thế hơn. Thì nên những cái sự kiện như thế này, những cái chia sẻ của Trinh hay là chị Mai Anh á, nó giúp cho các bạn hiểu hơn về mình và hiểu hơn cái thông điệp đằng sau đó. Thì thực ra là đưa tay không phải là để ngồi nói không, mà là định hỏi Trinh với chị Mai Anh á, là bản thân chị Mai Anh và Trinh á, trên cái hành trình mà xây dựng bản sắc của mình á, có khi nào mình nghi ngờ về cái bản sắc đó không? Và làm sao để mình có thể vượt qua cái sự nghi ngờ đó, để mình khẳng định lại, à, tôi chính là tôi, và tôi cũng là của hiện tại như thế này. Nó đầy đủ những cái bản sắc, nó có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi cho mọi người thấy, đây là bản sắc của tôi. Rồi, hy vọng là hai người đẹp có thể chia sẻ nha. Xin lỗi là Thắng không có mở mic được, tại vì Thắng ở ngoài đường á, rồi đi dạo nữa, không dám mở camera đâu. Rồi. Ok, thank you anh Thắng. Giờ chị trả lời trước hay là chị trả lời ha? Nhiều cái hoạt động hay hơn nữa đấy nha. Về câu hỏi của Thắng thì Trinh trả lời trước hay chị trả lời trước nhỉ? Dạ chị Mai Anh trả lời trước đi. Ừ, ok. Thì ok, cảm ơn Thắng đã join cái buổi tối hôm nay và cũng đặt câu hỏi cho hai diễn giả. Thì ví dụ như cá nhân chị á, thì trong cái quá trình mà mình xây dựng cái bản sắc riêng ấy, đúng là có đôi lúc mình cũng cảm thấy hoài nghi. Bởi vì mình là con người mà. Cái tâm lý này, cái suy nghĩ này không lạ. Ai cũng thấy thôi, đôi khi mình cũng cảm thấy có những cái vướng mắc trong cuộc đời mình, lại đôi khi mình lại cảm thấy rụt rè, mình cảm chúng ta làm như thế có đúng hay không? Việc mình xây dựng cái định hướng này với mình nó có phù hợp ở giai đoạn này hay không? Và như lúc nãy Trinh có chia sẻ là mỗi cái giai đoạn cứ 7 năm chúng ta lại thay đổi một lần, đúng không ạ? Thì mỗi cái giai đoạn chúng ta cũng có cái nhìn nhận và cái đánh giá khác nhau. Vậy thì trong từng giai đoạn thì mình có thể chia ra được cái giai đoạn ngắn hạn, giai đoạn trung hạn và giai đoạn dài hạn. Trong cái giai đoạn từ trung hạn đến dài hạn, mình phải đảm bảo nhất trí được cái việc xây dựng cái bản sắc của mình nó là thống nhất. Tuy nhiên trong ngắn hạn nó cũng có thể có những cái thay đổi, sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện. Cá nhân chị thì chị cũng chia sẻ một cái case study mà bản thân chị cũng đã vướng phải. Đó là gì ạ? Ngoài cái việc động kinh doanh rồi thì chị cũng rất là với cái tinh thần cho đi á. Chị cũng tham gia rất là nhiều tổ chức, những cái hoạt động cộng đồng để mà mình mang tính chất là mình muốn chia sẻ, muốn cống hiến cho xã hội. Bởi vì những cái mà mình có được, cá nhân chị cũng tự bảo mình rằng là chị có được ngày hôm nay ở cái vị trí như thế này, chị cũng đã có rất là nhiều người giúp chị rồi. Và cái nghĩa vụ của mình là không phải là đi giúp những cái người mà mình đã giúp mình, mà mình phải giúp những người khác, mình lan tỏa cái giá trị đó. Đấy là một cách give it back, đó là một cách là buy return, không phải trả ơn những người mà đã giúp mình, mà mình phải gì, giúp đỡ những người khác, thay vì là mình chỉ mạng trả ơn cho những người mà đã giúp mình. Thì đấy là một trong những cái hoạt động mà chỉ làm hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên làm hoạt động cộng đồng, làm hoạt động thiện nguyện không đơn giản. Cũng đã có những cá nhân chỉ trích chị là chị dùng những cái hoạt động cộng đồng đấy để lăng xê bản thân, để làm màu, để phông bạt này kia, đúng không ạ? Cái điều đấy, những cái câu chuyện, những cái phản hồi trái chiều nó luôn có.
ở đâu cũng thế, không phải chỉ đối với những người làm showbiz thôi, đối với những người làm celeb đâu, mà cả những người ví dụ như chị, thực ra là chỉ là những người mà làm business thuần về business thôi cũng gặp phải những điều đó, và cũng có những cái ý kiến rồi những cái nhận định nói là à, làm công tác xã hội, làm công tác thiện nguyện là chủ yếu để phông bạt, để đánh bóng tên tuổi này kia. Thì khi mà cá nhân chị, khi mà chị sẽ xử lý hay chị tiếp nhận cái thông tin đó như thế nào, thì mọi người cũng đừng panic. Bởi vì sao? Cái gì cũng thế thôi, cá nhân chị chỉ tâm niệm thời gian sẽ là cái câu trả lời tốt nhất. Time will be the best answer. Đấy, nếu như người ta có dò xét, có xét nét, có phán đoán mình như vậy thì ok, let them be, cứ để như vậy đi. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Và việc mà mình cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, thì những người hưởng lợi chính là những cái hoạt động mà từ cái cộng đồng đó mang lại, sẽ cho mình những cái cảm giác được cảm thấy là fulfill, có cảm giác được relief, có cái cảm giác mà mình cảm thấy không có cái gì phải xấu hổ, không có cái gì mà phải tự ti cả, đúng không ạ? Đấy là những cái lý do mà mình thuyết phục mình, à, mình vẫn phải tiếp tục làm. Just do it, bởi vì chị quan điểm là the doer, the getter. Chỉ có làm thì mới có được ghi nhận. Chứ còn mình không làm gì, mình sợ những điều tiếng, mình sợ sự chỉ trích, mà mình không làm gì cả, thì so what's the point, đúng không ạ? Đấy, cho nên là sẽ có những lúc khi mà chị xây dựng cái hình ảnh bản sắc riêng như vậy, chị cũng gặp phải những cái phản ứng trái chiều chứ. Bảo chị là thế này thế kia thì thôi không sao cả. Cái việc họ nói thì là cái việc của họ thôi. Thế nhưng cái của mình cảm thấy mình không có gì hổ thẹn. Mình vẫn luôn follow một cái rất là nhất quán, đó là với cái tinh thần cho đi. Và cho ở trong những cái khả năng và những chừng mực của mình có thể. Có hơn trang mình sẽ tiếp thu những cái ý kiến của họ để làm sao để có thể khéo léo hơn, tinh tế hơn, tế nhị hơn. Đấy là cái mà chị nghĩ là đấy là cái kinh nghiệm xương máu của chị. Và cái câu chuyện này là có thật chứ không phải là không. Đấy, và mọi người nên nhớ là không phải chỉ cho những cái anh chị là làm celeb, làm trong giới showbiz thì phải gặp những cái thị phi như thế này. Bất cứ ai, cuộc sống đời thường mà, ai cũng có thể gặp điều này. Ở quy mô và cái mức độ ảnh hưởng, cái mức độ lan tỏa của nó khác nhau thôi, nhưng đều có. Và đôi khi cũng có lúc chị cảm thấy hoài nghi, ủa, mình làm như này mà người ta nghĩ như vậy thì mình có nên làm tiếp tục hay không? Đúng không ạ? Mình có tiếp tục cống hiến, mình làm tiếp tục hô hào, mà nói thật là dùng cái ngôn từ hơi dân dã đời thường là mõ làng hay không? Mình làm những cái việc cộng đồng là đúng là mõ làng. Cái lợi ích kinh tế nó không có, nhưng mà mình phải trường mặt ra, mình phải show off ra, mình phải shout out cho mọi người để mọi người gì có những cái ghi nhận, có những tác động và có những cái hành vi thực hiện. Thế thì cho nên là tuy nhiên thì bên cạnh mình ghi nhận những cái đóng góp, những cái phản ứng trái chiều từ những cái người khác, thế nhưng mà mình cũng vẫn phải kiên định với những cái gì mà mình xác định rồi, và mình cảm thấy không có gì hổ thẹn, không có gì xấu hổ cả, thì tại sao, why not, là mình không làm. Và thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả mọi vấn đề, từ yêu đương, về công việc, về cuộc sống, hay là các hoạt động cộng đồng. Thì đấy là cái chia sẻ cá nhân cho một cái case study mà chị cũng đã từng gặp phải. Dạ. Tất chị hả? À, anh Thắng ơi, hồi chiều nay á, em có coi cái phim hoạt hình Đại chiến Titan. Tại vì em thấy cái lời dẫn chuyện rất là hấp dẫn là cứ 1.000 năm thì các thần, đủ các loại thần hết, sẽ tập hợp với nhau để quyết định là con người có được sống tiếp trong 1.000 năm nữa hay không. Còn nếu không á, thì sẽ là đại hồng thủy, sẽ là kỷ băng hà, sẽ là những cái đại họa giáng xuống để mà tiêu diệt con người. Nên không có lửa thì làm sao có khói. Nếu như mà mình làm tốt cái công việc xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, xây dựng cái hành trình của mình tốt, thì là mình đã không tự phán xét mình vào một ngày nào đó rồi. Mình đã không có một ngày chiều nắng đẹp ngồi suy nghĩ lại, mình có phải là một người yêu tốt không ta? Mình có phải là một người mẹ tốt không? Sao con mình mà nó ghét như mình dữ vậy? Tại sao người yêu mình bỏ mình đi vậy ta? Tại sao quyển sách của mình lại bị ném đá dữ vậy? Tại sao chương trình của mình không người ta coi? Vậy thì khi mà có một cái dấu hiệu rằng mình làm chưa tốt, mình mới bắt đầu phán xét, mình bắt đầu mới judge, mới bắt đầu có một cái cuộc thanh tẩy là mình có nên tiếp tục để cho cái lý tưởng đó được sống hay không. Và trong cái cuộc đại chiến đó, thì cái cách mà duy nhất có thể phân định thắng thua không phải là việc biểu quyết giữa các vị thần, những người đang có cái quyền quyết định là ok thôi không cho nó làm tác giả nữa, ôi đừng có cho nó làm ca sĩ nữa, mình sẽ không làm cái chuyện này nữa, mình bị người ta nói là làm từ thiện, là đánh bóng tên tuổi, mình không làm nữa. Mình không phán quyết liền, mà mình sẽ có một cuộc chiến của con người và các vị thần. Vậy thì cái ý nghĩ đó là vị thần, thì những cái hành động mà mình làm tiếp theo, như những thói quen mình làm mà chị Mai Anh bảo là thời gian sẽ trả lời, đó chính là một cuộc đại chiến. Giống như Trinh đâu phải lúc nào cũng viết sách đâu. Trong khoảng một năm Trinh sẽ ra sách một lần, có thể là ba năm một lần,
Trinh cảm thấy cái điều đó không là một áp lực. Khi nào Trinh cảm thấy là đó là thời gian thì Trinh sẽ viết. Bởi vì Trinh không có just mình là một nhà văn, Trinh không có đặt một cái thương hiệu, một cái tag lên cái vai của Trinh là Liêu Hoài Trinh là một nhà văn. Trinh chỉ nghĩ là mình là người thích viết, nên khi nào tôi thích thì tôi viết, còn tôi không thích thì tôi không viết. Tôi viết nhiều quá thì tôi đóng thành cuốn sách vậy thôi. Mình không áp lực lên mình, và mình không phán xét chính mình là tại sao là một nhà văn sẽ không có viết đi. Bây giờ rảnh sẽ không viết mọi con Netflix. À không, tôi là một người thích sống nên tôi muốn sống nên tôi có Netflix. Và mỗi người đều sẽ có cái judgment, một cái sự phán xét mình. Cứ mỗi lần mình cảm thấy khó chịu với những cái thói quen xấu hoặc là những cái phản hồi không tốt, mình lại judge bản thân là tại sao làm cái chuyện này không tốt, vậy mình đừng có làm nữa, bỏ cuộc đi. Đó là cái tiếng nói của các vị thần, đôi khi là ác thần. Nhưng nếu là một cái người đủ mạnh thì người ấy sẽ nói là thời gian sẽ trả lời, hãy cho tôi một cuộc chiến, hãy cho tôi một cái sân đấu, hãy cho tôi một cái thử thách, một cái battle lớn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh cho bạn xem là tôi vẫn là một tay viết tốt, tôi vẫn sẽ là một người mẹ tốt, tôi sẽ vẫn là một sinh viên tốt, tôi vẫn là một thủ lĩnh tốt. Bởi vì cái gì đó tốt thì nó đã nằm ở trong trái tim của tôi rồi, nó không có dễ mất đi, chỉ là tôi hơi bị nản chí trong thời gian này vì không được feedback tốt mà thôi. Vậy thì mình cũng phải xoay chuyển là vấn đề nằm ở feedback. Có nhiều người chê cái show của mình quá, có nhiều người chê cái campaign của mình quá. Vậy vấn đề ở đây là mình không có nhìn nhận những cái lời bình luận tiêu cực từ mọi người. Tại Trinh thấy có một bạn tên là Nga có tin nhắn ở trong group đó là em có xây dựng một cái group, có tin nhắn ở trong cái diễn đàn của mình là chị ơi có thể giải quyết giúp em cái câu hỏi là em có một cái dự án mà trông nó khá là nghiêm túc á, còn nó không có hợp với cái vibe của các bạn trẻ nên em có cảm giác là mình cô độc trong cái quá trình được thương, được yêu và được mong muốn như là chị nói, nó có bị mâu thuẫn không? Thì chị nghĩ là không, bởi vì bác Trịnh Công Sơn sẽ có cái vibe riêng của bác, rất là nghiêm túc, có chút xíu BI nhưng rất là suy nghiệm và cần cho những cái người người ta thích deep, thích lắng lại một cốc cà phê Đà Lạt. Nhưng Binzy có một cái vibe riêng của Binzy, Rap Việt có vibe riêng của Rap Việt. Vậy mình không thể so sánh Trịnh Công Sơn hay Rap Việt với nhau được. Mình không thể nói người trẻ và người lớn là hai cái gì đó đấu tranh với nhau. Họ là một, họ bổ sung cho nhau. Người trẻ rồi sẽ già, họ sẽ cần suy nghiệm. Người già đã từng trẻ, họ thích cái gì đó nó vui vẻ. Và cái hành trình của mình cũng sẽ vậy, sẽ có lúc mình phải ngồi lại và judge bản thân. Đó là một cái hành trình chính xác phải diễn ra. Và nếu như em có dấu hiệu judge bản thân là cái này hơi sai, vì phút đó là đúng đó. Tại vì nếu em không thấy cái gì sai ở bản thân mình luôn, vậy có phải là mình đã quá tự tin không? Mình đã có một cái hành trình flawless, không vết xước. Mà cái gì hoàn hảo không vết xước, nó rất là giả tạo, nó không phải là cái thứ thật, nó là cái gì đó không phải con người tạo ra. Con người thì luôn luôn có sai lầm, có vết xước. Vậy vấn đề ở đây là khi em bắt đầu judge bản thân là đó là dấu hiệu tuyệt vời đã xảy ra. Đó là một điều kỳ diệu đã diễn ra là chúng ta sắp được có một cuộc đại chiến Titan. Và sau cái cuộc chiến đó, con người sẽ chứng minh là mình xứng đáng sống tiếp thêm 1000 năm nữa. Không phải theo phán quyết của các vị thần. Nên anh Thắng nghĩ cái điều này có hợp lý không? Thôi anh còn đang chạy bộ đúng không? Vẫn còn đang đi bộ chứ chưa có chạy. Nhưng mà rất là thú vị. Rất là thú vị đó Trinh. Từ cái chia sẻ của Trinh á thì không biết là Thắng có thể đặt thêm một cái câu hỏi nữa không? Mình làm ổn hay làm không ổn thì bản thân mình là người rõ nhất, nhưng mà người ngoài thì khi họ nhìn vào á thì họ đâu khi nào mà họ hiểu rõ cái câu chuyện của mình đâu. Nhưng mà cái áp lực của nhiều bên á, khi mà họ làm họ đè lên cái bản thân của cái người mà nhận được cái dư luận đó, thì thực ra là nếu mà cái người có nội lực tốt, họ được một cái sự quyết đoán như của Trinh á thì nó sẽ ổn. Nhưng mà cái người mà họ, mình lấy một cái vụ của cái người đi, họ có khả năng họ đi được trên một cái cây cầu khỉ, nhưng mà đâu phải lúc nào á cái người mà đi tốt trên cây cầu khỉ cũng đi được, đi qua cây cầu khỉ an toàn mà không bị rớt xuống nước. Thì cái ngày hôm đó có vô tình mình cũng đi trên cây cầu khỉ đó, nhưng mà xung quanh hai bên bờ ai cũng la hết trơn, và mình nghe những cái thông tin đó nhiều, nó làm cho mình nghi ngờ là cái khả năng đi qua cái cầu khỉ đó của mình thì có thể là mình bị rớt xuống dưới. Vậy thì làm sao để mình có thể củng cố được cái nội lực của mình trong những lúc đó? Dạ ok, câu hỏi của anh Thắng sẽ là câu hỏi cuối cùng trong một ngày hôm nay. Để cho những người hồi nãy chưa kịp ăn tối, các bạn còn ăn tối. Sorry các bạn. Câu hỏi này thú vị quá anh Thắng ơi. Bây giờ hả? Không lẽ em nói với con chim bồ câu, em kêu con chim kia mày không thể bay được đâu, em nghĩ nó có bay không? Nó vẫn sẽ bay thôi, tại vì đâu hiểu tiếng của em, nó là một giống loài khác,
nó biết, nó đã biết bay từ khi mà nó ở trong trứng chui ra rồi. Nên nếu như mà cái hành động mà nó bay là từ trong trứng chui ra và nó làm chuyện đó cả ngàn lần. Giống như cách mà Walker Quốc Nghiệp đã bỏ ngoài tai những cái lời chia sẻ rằng anh sẽ gãy cổ và gãy xương mà chết trên cái giàn giáo đó, và tất cả mọi người sẽ cười nhạo, thì không bao giờ có những cái kỷ lục lập được cho Việt Nam. Nếu như Phan Thanh Nhiên năm đó biết rằng mình sẽ chết như hàng chục người ở trên đỉnh Everest thì anh ta sẽ không leo, và Việt Nam sẽ không bao giờ có cái người đầu tiên chinh phục được đỉnh Everest 8.000 mét. Và anh cũng đã suýt chết, nhưng mà cái ý chí của anh đã rất là mạnh mẽ để mà vượt qua, và anh đã mang về một cái thành tích rất là lớn cho Việt Nam. Nếu như những người đó cứ tiếp tục nghe những người khác nói rằng là tao không làm được và mày cũng không làm được đâu, thì mình sẽ không bao giờ có những cái người xuất chúng được. Và Haruki Murakami, một trong những cái tay viết nổi tiếng của thế giới, suốt ngày chu du khắp châu Âu, Nhật Bản để mà viết, ông luôn luôn nhận được những cái phản ứng tiêu cực từ văn đàn nước nhà, bảo rằng ông là một tay viết bơ sữa vì suốt ngày đi du học ở nước ngoài về thì chỉ viết toàn là những cái văn hóa phương Tây, chả có thấy văn hóa Nhật Bản gì cả, không có tôn sùng đất nước. Nhưng mà ông vẫn là người nổi tiếng, cứ 5 người Nhật sẽ có một người có quyển rừng Na Uy. Vậy thì nếu như mà mình cứ tiếp tục quá quan tâm đến lời của người khác mà họ không cùng với giống loài của mình, không cùng với cái tiềm thức của mình, họ không tập bay như mình, họ chưa bao giờ có cái thể trạng như mình, thì có phải là mình đã xếp bằng mình với họ hay không? Mình sẽ không bao giờ làm được như quốc cơ quốc nghiệp, nhưng không có nghĩa là quốc cơ quốc nghiệp không bao giờ làm được những cái chuyện động trời đó ở trên sàn đấu thế giới. Vậy thì nếu như mà mình thật sự tin bản thân mình á, mình đã đi cái cầu khỉ này cả 100.000 lần này rồi, và nếu như là một ngày mưa to gió lớn mà có 100 người cổ vũ, mình nghĩ sẽ thú vị hơn rất là nhiều, bởi vì mình sẽ có một cái challenge mới, một cái thử thách mới cho mình, chứ mình không bao giờ có suy nghĩ là tôi sẽ té ở giữa. Đây không phải là lần đầu tiên anh đi, mà đây là lần thứ 100, 1.000 anh đi rồi, anh chỉ muốn có thêm cái challenge thôi. Và đây là cách mà rất nhiều những cái người làm siết này, rồi rất nhiều những người nghệ sĩ lớn này đã làm được những cái tác phẩm chấn động, vì họ biết là họ đang trở về nhà, cái nơi mà họ thực hiện thử thách mà người khác không thể nào làm được ý. Họ rất quen thuộc. Nên thật sự là khi mà bạn nói là cái người ta la em, người ta nhận xét em thế này muốn bỏ cuộc, vì bạn đã chưa bao giờ coi cái lĩnh vực đó là nhà, và bạn để cho những người khách quyết định và đuổi bạn ra khỏi nhà của bạn thì thật là xấu hổ, đúng không anh? À, cảm ơn Trinh ơi. Đây là một góc nhìn rất là thú vị. Thì anh xin phép là không hỏi nữa, thấy là mấy bạn cũng tò mò đó, và anh xin nhường lời lại cho Trang Anh. Cảm ơn chị Mai Anh và Trinh đã chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Thực sự là đây là một trong những thứ mà các bạn trẻ nên học, nên nghe và nên tìm hiểu thật kỹ. Rồi, cảm ơn Trinh và chị Mai Anh nhiều nhé. Cảm ơn Thắng ha. Dạ, vậy thì lời cuối cùng của chương trình ngày hôm nay xin phép được khép lại. Em xin phép gửi lời cảm ơn đến chị Lưu Hà Trinh, chị Lê Mai Anh, anh Huỳnh Công Thắng và tất cả các bạn đã có mặt trong cái buổi call ngày hôm nay như thế này. Cái việc mà mình đang ở đây, cái ý nghĩa của sự hiện diện của chúng ta ở đây ngày hôm nay, nó thực sự rất là ý nghĩa. Không chỉ là đối với riêng những người làm chương trình Give It Back, mà đối với cả những bạn mà những em nhỏ mà được nhận cái phần quà của chúng ta là cái thư viện ước mơ, và chúng ta đang cùng chung tay làm việc đó, thì Trang Anh cũng hy vọng là có thể được nhìn thấy một vài gương mặt của các bạn đang trong cái khung ngày hôm nay. Trong cái hành trình tiếp theo của Give It Back, các bạn có thể tham gia làm mentee của chương trình, các bạn có thể tham gia các cái hoạt động của chương trình để chúng ta có dịp tìm hiểu nhau sâu hơn, và chúng ta cùng nhau phát triển và cùng nhau lan tỏa những cái giá trị cho cộng đồng ha. Xin phép được gửi một cái link ở đây nếu như bạn nào có quan tâm. Còn bây giờ thì xin phép là mời mọi người có thể mở cam được không, để chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm cho cái duyên này. Mình sẽ chờ chút xíu để các bạn tương đối lên cam ha. Không sao đâu mọi người, nếu như mà có đang ở nhà thì cũng không có phải ngại ha. Rất là cảm ơn tinh thần của mọi người trong buổi tối thứ bảy như này đã dành thời gian cho chương trình. Bây giờ cũng đã là hơn 9 giờ rồi. Vậy thì nhờ một bạn trong ban tổ chức á, An hoặc là Minh, và có cách nào để mình chụp được hết tất cả mọi người trong cái khu này không á? Dạ,
Rồi bây giờ chúng ta làm gì ta? Thả tim đi mọi người. Nhờ các bạn trong ban tổ chức giúp mình chụp lại màn hình hen. Giờ mình đổi kiểu đi, làm bông hoa như vậy nè. Rồi, 2, 3. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn, cảm ơn hai chị, mọi người đã có mặt trong buổi công ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, nhiều niềm vui. Và chúc cho các bạn có những trải nghiệm thật là tuyệt vời trong thời gian sắp tới ha. Xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chắc là nhờ Hằng em cái con này giúp chị ha. Cảm ơn Minh Hằng.